Ok, em Đồng Thiệp gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp bên của bên xe máy Hoàng Kiên đồng hành cùng với em trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin giới thiệu Hoàng Minh Huệ. Vâng. Dạ vâng, con chào tất cả các cô các bác ạ. Theo dõi livestream của xe máy Hoàng Kiên nhà con nha. Hôm nay con rất là hân hoan vui mừng khi được livestream với bác Thiệp đây ạ. Vâng. Và hiện tại xe hôm nay buổi live ngày hôm nay con với cả bác Thiệp sẽ lên một số dòng xe như sau đây ạ. Một em SH125 đời 2018 giúp con. Tiếp tục, qua bên này là một em Vin Thái. Dạ vâng. Giới thiệu qua thôi. Nữa nhà con sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác xem ạ. Lít 110. Vâng ạ. Màu vàng be. Đây, bên cạnh đây của em sẽ có cơ Benson luôn cho các bạn luôn. Và những chiếc không thể thiếu được trong những chiếc Dream luôn luôn có mặt trong các buổi live của bên xe máy Hoàng Kiên. Hàng máy Zin giá hợp lý các bác nhá. Và phía xa các bác có thể xem, đặc biệt giám đốc Hoàng Kiên hôm nay đang Dìm Thái. Đấy, anh em nào quan tâm thì hãy đón xem. Sếp sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta trong suốt lúc live. Vâng ạ. Vâng ạ. Quốc một em quay cho các bác nha. Rồi. Dòng xe cũng đội Ablet đời 2010 giúp con ạ. Để mạng Chrome ạ. Chút nữa nhà con sẽ lên thật là chi tiết cho các bác nha. Bây giờ các bác nào có nhu cầu mua bất kỳ những dòng xe gì này có thể để lại comment tên xe, đời xe, giá thành xe các bác muốn mua là bao nhiêu giúp con đấy nha. Zin, vâng. Zin Việt, DD đều có cả đủ rồi. Anh Bùi Thế Lực, SH bao nhiêu? Vâng, thế chúng ta hãy xuất phát từ những chiếc SH anh nhá. Rồi, các anh em đang có mặt trên live xin một chia sẻ nào. Xin một nhận xét comment góp ý nào để em và Huệ có thể làm sao buổi live thành công rực rỡ được anh em nhá. Đấy. Vâng. Chào anh Bá Hùng. Chào anh Bá Hùng nhá. Vâng, đây DD các bác nhìn này, đây, đẹp chưa? Đấy, Ablade này, toàn những xe hợp lý. Dìm và những chiếc SH. Rồi chúng ta sẽ đến với những sản phẩm trong buổi đầu live hôm nay. Anh em có quan tâm Dìm hay là SH nào, em sẽ đi luôn để phục vụ các anh em trong buổi live này. Vâng ạ, bác Hậu đang muốn lên Dìm đấy bác ạ. À lại lên Dìm cháu... Thế thôi em lên Dìm trước nha, Dìm ở bên trong. Cháu xin phép lên Dìm trước rồi, nhà SH bác ơi thì... Đây có hai Dìm ngày hôm nay này. Với cả một con Dìm bố cháu đang xem ở đằng sau nữa các bác. Chờ cháu một chút nha. Dìm Thái, các anh em nào quan tâm đến Dìm Thái nào. Chiếc 813, vâng, 1999 rồi ạ. Vâng, Dìm Thái 1999. Hàng rất là vừa vặn và hợp lý. Các bác nhìn này, đồ này, dọn rồi nhá. Những chiếc Dìm có sơn. Đấy, được cái chân nan xanh này. Đấy, vào đồ rồi nó sáng rồi. Đấy, nhìn này, càng Mayer hay là nan vành đều được dọn dẹp và vào mới để cho nó đẹp. Đấy các bác nhá. Tức ý em là càng và Mayer là sơn, còn nan vành trục giật là nó dọn lên nhìn nó cân đối. Phần ấy thì bao giờ nó cũng phải là đẹp. Dọn đẹp lên để những bác nào đang yêu những cái đẹp, dành cho những cái bác thích những chiếc xe dọn dần. Đấy. Rồi ra máy này, anh em nhìn này, đây, phần tem này đều được dọn dẹp ngon lành lên hết, hộp xích cũng vậy đó, lên sáng sủa để cho chúng ta có thể chơi cả bộ nan vành sau đều được. 56 lần giúp con nha, một em Dìm Thái nha, con vừa mới nhập về. Con đang để trên bio hoặc là fanpage đang livestream trực tiếp giúp con với ạ. Bên online sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất cho các bác đây ạ. Dành cho những bác thích Dìm Thái và đẹp, dọn rồi, trông nó mượt mà ngon lành rồi. Cả về hình ảnh cũng như là máy móc các bác nhá. Nhìn nó sáng sủa, vuông vắn để cho các bác có thể lấy về đi luôn. Lượng đấy, máy thoáng, nhựa đẹp, sơn nhũ lên nhìn nó vuông vắn cả một cái xe. Như những nhìn hay là càng Thái này, nó thụt này, nhìn độ bụng nó đẹp. Bác nhìn đấy, nhìn cả là da máy sơn cái màu chì xuống rất là cân đối. Lượng của nắp bình xăng, chất lượng dọn xứng đáng đấy. Anh chủ này dọn là rất là cẩn thận và chất các bác nhá. Những cái nước yên nó dày dặn như nhìn nó chắc chắn, hay là cái nước sơn nó đẹp nó đều. Đấy các bác nhìn qua thấy, nhìn trên ảnh thấy được không ạ? Hình ảnh đẹp, máy căng. Quay cả đầu bò nhá, nhìn các bác chạm rồi nhưng mà nó là căng, là chất để các bác có thể cân đối. Vâng, thì cháu xin phép được nổ máy lại, em này lại cho các bác cảm nhận. À ra rồi. Đây. Đây, bác báo giá được không ạ? Rất là nhiều các bác hỏi giá đây rồi. Có giá luôn. 19.300.000. Đấy, cả dọn dẹp xong 19 nhưng mà cộng 300 cho anh em đánh bóng dọn dẹp vận chuyển đấy, được cái là thôi, tổng là 19.300 các bác nhá.
Đấy, những cái chiếc Jim với phân khúc này em nghĩ rất hợp lý. Đầu máy 8118 thì phải em. 999 rồi. 813. Vâng. Tụt trước tụt sau ngon lành. Đấy, về bây giờ anh em chỉ đổ xăng và lăn bánh thôi, không cần phải đầu tư gì nhiều. Hãy nhìn tổng quan một chiếc Jim Thái hàng 1999 được chủ đầu tư. Đây đứng góc này để nhìn những cái chi tiết, các bác nhìn thấy đẹp không? Đấy, dòng xe sáng cho các bác đi ăn đi làm thôi ạ. Giá tiền vừa phải giúp con nha, 19.300.000. Một em 99G1 này 37156 giúp con với ạ. Máy vẫn đang nổ. Máy căng chất, những chiếc Jim chưa bao giờ làm cho anh em thất vọng, một trong những dáng huyền thoại trong dòng xe máy động cơ xăng rồi. Em nghi nhận từ Jim Việt đến Jim Thái, anh em hỏi rất nhiều. Anh em nào quan tâm thì liên hệ chốt sớm nhất, cũng không quan tâm thì mong anh em chia sẻ giúp em để một số anh em đang tìm, đang cần có thể cân đối quyết định. Vì với những chiếc Jim dọn, tiền dọn ấy ạ, tiền giật thì không rẻ một tí nào. Anh em nào đã từng trải qua có thể rõ rất nhất cái vấn đề đấy, đúng không ạ? Dạ vâng, cháu cảm ơn chú Trần Cao rất là nhiều nha. Chú đã mua 4 con xe ở đây rồi, rất là thích. Dạ. Lên trên lòng. Anh Bùi Thế Lộc, NH bao nhiêu? Chút em lên anh ạ. Anh Hậu lên The Gym, vâng em lên rồi. Ly anh Tâm, anh Thiệp có con NH125-2020 nào tầm 60, lấy được rồi. 21 thì tầm 66, 20 tầm 60 đến 62. Hậu nhá. Đấy, chọn màu và chọn có biển chị, đi. Có chị Selena, hỏi NH1 chị muốn mua tầm đó. Buổi sáng nay em sẽ lên NH1. Chị có thể liên hệ số hotline em đang để trên bio luôn giúp em nha. Bên online sẽ gửi hình ảnh chi tiết luôn cho chị ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Nhà cháu bán ra con Jim vừa nãy là 19.300.000 nha chị. Đúng rồi. Coupe Honda, chút em lên Coupe Honda sau. Đấy anh em chia sẻ giúp em đi để những chiếc Jim, những chiếc sản phẩm này. Có con Way nào 10 không ạ? Hơn tí đi anh ơi. Hơn một chút là có xe nha. Vâng, con xin phép được lên cho các bác một em Way Alpha đấy. 2021. Máy Jim đúng không ạ? Màu đen, Way A110. Chính thức là hiện tại dòng xe máy cũ Way A đang bị cháy trên thị trường xe máy cũ các anh bác ạ. Giá rất rẻ và cái chất lượng nó vẫn rất là tốt với những dòng Way Honda. Đấy, nên là những cái khách hàng cũng chọn lựa rất nhiều và thị trường xe cũ là đang rất sôi động. Đấy, còn đây là một sản phẩm hàng máy Jim, báo cáo với các bác luôn là máy Jim đời 2021 với những càng nhũ hay là trục giật còn liền lạc theo xe, chân nan là Jim, vành Jim nhưng nó chân nan hơi xuống một chút. Nhựa thì các bác nhìn phần nhựa đen vàng. Có spa nhá, có spa sơn xi lại một chút cái phần yếm nhựa. Đấy, ra máy này còn. Này là các bạn phải học sinh sinh viên này. Hay, rất là thích em này nhá. Biển số 29C1 Hoàn Kiếm giúp con ạ. 92311. Đây vẻ bề ngoài của nó như là con không thể nào chê được rồi. Đời 2021 giúp con. Chính xác. Màu đen bóng cho các anh chị. Kể cả các chị đều đi em này rất là nhiều ạ. Cho các anh chị nào mệnh thủy, mệnh mộc đây, có thể quay cho chị ở trên này đi. Về chất lượng xe nhà con đảm bảo cam kết bảo hành. Còn trên like nhá, giao lưu cho anh em mình quan tâm giá hữu nghị bất ngờ 15.300.000. Đấy các bác ạ, bây giờ 15.300.000 là sở hữu một chiếc biển Hà Nội, hàng động cơ 110, xe của Honda, máy nguyên bản, sơn nhựa có tỉa tót. Hình thức đồ đạc các bác có thể xem qua, được không ạ? Rất đẹp, rất rắn giỏi và đều đặn. Đấy là Way A nhá. Còn tiếp theo mời anh em đến với một chiếc Jim, trực tiếp giám đốc Hoàng Kiên sẽ lên sóng để giao lưu cùng anh em khách hàng. Em đang bán con quý hóa lắm. Quý hóa lắm ấy. Quá là quý hóa luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Công nhân. Chào anh em. Rồi chào anh em. Cả nước. Đẳng cấp. Đấy bỏ nhà mũ công nhân ra đằng nào này đi dịp thai mà cũng công nhân. Em giới thiệu anh em nhá, bán cái xe em Thái nhá, nguyên bản. Một chủ đời đầu. Từ đầu đến cuối. Rồi. Tắm nán vành bánh chưa hề bằng một cái ốc nào nhá. Đang nguyên mi lông mi lá nguyên. Máy rồi, mới rồi. Đấy. Giới thiệu tên và đến từ đâu? Tên anh cũng nha, đến từ Nghệ An. Quê hương, địa chỉ cụ thể thôn xóm xã hoặc là một khu phố. Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nghĩa Đàn, Nam Đàn, ok đúng rồi. Thì chắc là sếp anh tên là Phúc. Phúc à? Ừ. Phúc.
anh Phúc chắc ở Hà Nội lâu năm rồi đúng không? Ở Hà Nội lâu năm rồi. Vẫn giữ yêu quê hương. Nhìn thấy này, anh Nghĩa mua lo lâu chưa? Mua năm 2099, năm 99. Mua mới nữa hay là đâu? Mua mới, đập hộp. Đâu mua lại chứ nói gì. À không, cái này của anh rể nhá. Đập hộp có cả chứng minh, có cả giấy tờ. À, anh rể. Đấy, có cả tin nhắn của gia đình luôn. Ngày xưa yêu chị gái. Ờ, ngày xưa yêu chị gái. Anh rể nhủ bán chung cho anh rể. Đây, tin nhắn đây của anh rể, gia đình đây, cả đại gia đình đây. Đi có tìm thấy ngày xưa chị gái chẳng xinh gái lắm ấy, mới đi tìm thấy đúng không? Đây gia đình nhiều bạn đây, gia đình mười anh em đây. Ui giời, họp. Bạn à đây. Xưa này họp. Bạn này nhá. Họp. Đây, mười anh em đây. Nhủ chụp cái chứng minh nhân dân bản xe đây. Rồi. Không biết ông này đại diện cho họ nhà trai. Đấy, người bản xe đây, anh rể đây. Anh rể xem nào, xin năm bao nhiêu anh rể? Ôi rể sinh năm 52, thế ông này út rồi, anh út rồi. Ờ, lấy chị gái đâu, anh út. Ngày xưa chị gái xinh gái lắm ấy. Ôi, anh giờ ta bóng bán bao nhiêu trên này, anh em bán trên này bán bao nhiêu? Bán 44 triệu. Ôi, nói thật với lòng mình đi, bán giả giá. Ôi, đúng 44 đấy. Không, vừa nói xong cứ nói đi. Giá công khai. Đấy, đấy là giả anh em là 30. Không, 30. Đấy, đi thân đấy. 30 cái lái làm gì anh? Trước khi về là anh em chia tay. Trước khi chia tay là anh em bảo thôi giả thế. Anh em Phúc anh ngày xưa chị gái xinh gái lắm. Ông anh rể sinh năm 1952. Đấy. 32, 34 cũng được nhá. Thì thôi lên like cho nó. Ôi giời, thế thì lên like làm gì? Đấy, thỉnh thoảng xem trên màn ảnh nhỏ. Ok, thôi rồi, thôi cũng bàn được anh. Vừa về mất. Ok. Vừa về lại quay lại và nó thiết trí. Ăn được đâu? Rồi ok, cũng bàn được. Bắt tay bắt chân thì nó chuyện đâu chuyện đơn giản. Bao giờ chia tay là bắt tay. Còn bây giờ thì nó vẫn đang giai đoạn tìm hiểu chứ mình thích. Nói đây Phúc không bán ở đâu? Xe này đây, em quay vào đây, xe này của Phúc thì bánh máy tâm đen này thay rồi nhá. Sao thấy? Dìu hòa lắm. Đây, cái này zin. Này chân ra này thay này, gì có xe là mới tinh, đồ gì em đâu mới tinh. Phúc nhìn này, đây này. Em để nói cho mà nghe. Để nói cho mà nghe này. Cái này nó gì này, cái này nó không thể mới này đâu. Đấy, để nói cho mà nghe. Một sai lầm của em là thế này nhá. Ừ, rồi. Sai lầm của em là em rồi. Sai lầm của em là không lắp từ cái xe rém tải khác mới rồi, hơn để ta đây đi bán cho được tiền. Rồi. Chứ không phải là xe thay vành thay đâm em nhập hàng đi. Nếu cái vành này không phải thải với cái tấm không phải thải là em riêng bộ tấm này là em mua triệu 3. Ừ, cái vành em mua 1,4 triệu. Đúng nhà không sai. Đó cắm vào mặt kia. Nói chung là chính thức là câu nói của người điện là dâu họ cắm cầm mặt kia. Đấy. Đây em nghĩ cái xe đừng mới quá mà chứ cái xe đừng mới quá mà lại mình bỏ cái tấm là cũ không được. Chân bên bản của xe hẳn là qua em lắp cái con Việt qua đây này. Tâm huyết lắm em ạ. Tâm huyết lắm. Đấy là em mua cái xe khác từ đủ tay mãi cả chứ anh mua xe anh Việt. Đấy là vành thải và tấm thải xin. Tôi mua mới quá. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đấy. Quý hòa lắm. Thì những ai đợt này sao không có. Con này thì đẹp chưa hề thấy đồng chạm một cái vịt. Lươn nóc. Từ cái sớn chưa hề có một cái gì hết. Anh thời. Anh đòi hiện đại mà không được thì mang về mà đi. Đấy. Đấy anh ông anh Đặng Xuân Tuyến là con này tầm 32 thôi anh. Đấy. Thôi. Nhất Tuy Nhu và Hoàng Kiên như cú bọ. Không phải cú bọ đâu, đây là bác sĩ đa khoa. Bác sĩ đa khoa Việt Đức với Bạch Mai với Đại Huy rồi. Giáo sư năm nay 30 năm trong nghề. Em luôn. Hôm qua em đưa con đánh với khai từ đầu đầu vào không, đúng, em mua đây em mua đúng cái vành này em mua triệu tư nhá cái tấm em mua hơn 1 triệu lắp vô mình sẽ xứng đáng như thế vào phòng hỏi cung và đánh thì mới khai cứ bảo là nào thì nguyên là không khai bây giờ mới khai đấy thì em gửi lên cho giá thì cái xe đúng ngơ là em không biết sai lầm cho em mà để cái vành cái tấm nguyên là được vẫn đẹp vẫn đứng ngón mà lòng lanh đấy cho coi hình ảnh em thay đấy em đua làm gì nhưng đây đời em cũng nói sai nhá. Đời nói sai nhưng mà vẫn cứ bảo zin. Đấy không zin mà này. Em quý hoa lắm, đang tâm huyết. Rồi ôi sửa xe máy này sửa. Đấy. Tao bung tao biết bây giờ ngay mà đây chặt hết lấy. Đấy không, em thay tắm thôi. Em lấy cái chạm này, lấy cái chạm chặt dừ hết ra rồi. Đấy không, chặt đi. Đấy.
đấy con chạm ấy, đấy rồi tháo hết đinh này, toàn vú đinh này. Ôi, đúng, đấy là cái đấy em ngồi dưới nồi cũng em không bàn giá đó. Sửa chữa xe máy lấy cái chạm đặt đặt sập đôi dư hết không rồi chứ em này ấy bàn được bán bàn được tối em cứ phải là không bao giờ thay được chứ nha. Anh kiểm tra đi, anh buôn bán xe mấy chục năm ở đây rồi, anh kiểm tra đi có con ốc nào vằn không. Người thực việc thật chứ mình nói gì nói dối làm gì. Rồi à, vâng, bán được đấy. Không không, anh em bán xem. Ôi là tinh thần này phúc phúc. Thế hình là có ba hai Hà Nội. Hải Dương này lành bệnh rồi. Không phải Hải Tây, Hải Dương không được. Không được. Được không? Có tôm nước đây không được. Không được, không được. Đẹp ra hay đẹp ra không biết lắm. Không được, không được. Lấy cái chạm chặt mấy cái đinh cái tâm nan người ta đang để anh nhìn nói, chất lượng xe trước mặt đấy chứ em có nói gì đâu. Nói được việc thật chứ chặt hết đi. Là em sai lầm, em sai lầm là em mà để nguyên như thế thì ok rồi. Mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền. Bằng tiền đấy. Bằng tiền. Bất ngờ là bỏ tiền vào thêm cho đấy. Đẹp là cuối cùng lại mất thêm tiền. Vâng vâng. Trình độ đã, trình độ bác sĩ thì dọn xe này phải khó qua các khâu thẩm duyệt. Các dài nhà gọi là bình luận văn học. Đấy, vâng. Bình luận văn học. Về cái bức tranh nó đang cũ này ông ấy đã như để nguyên, ông lại lấy cái bút đồng cô thêm cái bông hoa nó tươi hơn. Thế thì làm sao là bức tranh đẹp nữa. Cái ngôi chùa bây giờ cái mái ngói rêu phao của mẹ lại rêu bẩn lắm. Này mẹ hạ ngói Hạ Long, mẹ cho nó mới đỏ, ngói đỏ nhìn đẹp. Chết chết rồi. Phải, giống như mà vằn đỏ vằn của Thái. Em mua biển 37 Trần Duy ơi, anh em quay một vòng đi. Quay vòng. Quay cho người ta xem đi. Ôi đằng nào cho buổi live Hoàng Kiên chỉ còn được 1 phút 30 giây nhá, nhanh nhanh khẩn trương. Đấy anh em nhờ cô Đồng Hoàng chia sẻ cho anh Phúc bên này đây, bên cạnh đây có anh Phùng Cúc Phúc đây cũng tham dự thành viên gọi là thành phần công ban là tư vấn có đủ. Và có anh Phùng Cúc Phúc và anh Phùng Cúc Phúc đây, hai anh đây, anh Phúc đây, anh Phúc bên bên Phùng Cúc Đức đủ hết, Phúc Đức đủ hết. Rồi xong rồi, thế đây. Ok, xong. Rồi. Anh Nhật Vũ rồi, cho về. Ok, xong. Đây thành Vân nhiệm thu này có đầy đủ phục quốc phục, phục quốc phục, phục quốc đức đủ hết. Xong chưa? Ông đòi bao nhiêu? Đó. Đang xin nhau 5 triệu nữa. Nhưng ông đòi bao tiền? 37. 37 triệu. Đấy, anh cũng phải biển anh cơ. Đang bảo thôi, anh ở trong Nghệ An rồi, anh ra ngoài Hà Nội đấy, em gửi anh 32. 32 Hà Nội. Cứ ở trong Nghệ An giờ nó lâu bão lũ nhiều. Anh em mình ngoài này từ cái tắm cái nó về còn nó còn em má nó sửa sang. Anh về hỏi đúng em mua cái tắm với cái vanh này ở chỗ nào nhá. Anh có thể anh kiểm thử luôn nhá. Không phạt. Riêng đinh chua rồi. Em đâu tắm cái đôi vanh mất mẹ 4 triệu. Đâm một dài em dạ. Nhưng Nguyễn sẽ để cho Nguyễn nhưng mà nó còn nguyên bản vanh xin. Chính thức là thảo xe đá mà vanh ông anh để thu về cho anh mười mấy vậy ông em vợ làm ở không nhiều bán nó nhiều bán đấy khi đâu em đòi 45 triệu mà em cứ nói sai mà em phải giá trị xe em đòi 45 triệu khi đâu mà chưa lâm vanh em đi đặt lâm vanh để bán em nhắn tin cho cháu này là lâm vanh thì ta bán 70 đây này rồi đây làm chưa chương trình đại biểu đã hết thời gian chính thức đại biểu để cho đại biểu ok đây này lâm vanh để bán 70 đây này. Làm vay để bán 70. Ờ đây. Để rồi, tăng giá bán 70 triệu rồi. Đúng rồi nó. Em nói việc nó bảo ấy phải mất tiền cho nó. Thôi được cái em lấy về 35 mà được thì tiền gì? Đó một gấu tiền gì mà không thôi được. Đấy gửi trả lại cho anh. Ok. Qua Thanh Hóa vào Nghệ An. Trả lại cho anh coi như em dài em vào Ninh Bình thì thôi loanh quanh cặp anh lại là mất 4 triệu. Thôi. Hà Nội thôi. Nhích xuống bây giờ Hà Tây mở rộng. Thôi thôi đợi. Hà Tây mở rộng. Ba. Mở rộng nó gần đấy. Mà chỉ thì gần đấy mình. Nó chỉ cách mỗi con đường 1A thôi. Rồi. Vâng. Em chưa nóng em đang lại. Thiếu bạn một con vịt. Ở đây nó vỡ một phát bây giờ anh biết. Bạn con vịt đâu. Em. Anh ơi, 10 triệu một cục này đấy. Anh mà để nó lên bênh rồi nó vỡ một đến choạc phát rồi là nó ẹt là chết đấy. Cái đấy là quan trọng lắm. Chứ cái đâu mới vào em đôi 45 em bảo chơi anh nhưng đúng được 45 em bàn gọi ông gì đây đi của anh ấy mày gì này anh mới thấy cha một con ốc khoác văn một cái con ốc nào rồi thì em anh bớt cho anh 3 triệu thôi
33 Hà Tây anh em. Nói chung là đã giờ này anh em. 35 đi, đó đây em tiền em bán nhá. Chợ chiều, bán mẹ anh. Em bỏ với cặp phanh thì cái nở mất mẹ em. Cặp phanh cứ để gần gần để miệng để cho nó đỡ. Vâng. Hai bên nó có một người quát người kia nó gón chén. Đi lên live. Con xe này về con ở ông này ông em nói nhí nhí quá. Không bán hết cơ hội. Không bán hết cơ hội đấy. Nó thua cả biển nó vậy đấy, không bán hết cơ hội luôn. Đầu máy 81. Anh ơi ghê. 81. Xuống lại Hoàng Kiên là mua 32. Đấy chưa. Chúng mình thích để Nguyễn nói cho nó hết câu. Nếu mà tí tắt lại là chỉ có 32. Anh em tí quay về quay lại là chỉ có 32. Không, thôi. Cảm ơn anh. Ừ về nhé. Vâng. Chính thức thôi nhé. Còn có 2 triệu nữa mà. Có 2 triệu nữa không? Em nữa mất nhiều lắm rồi, em muốn đòi 45 câu nãy rồi. Em là chưa ý kiến á. Kiến kiến với việc hợp bình xe. Em bảo thế. Nếu không ý kiến ra em mà. Rồi em đang biết. Khi đâu qua không ấy. Mà em gọi đến nhà anh bảo là chơi kiếm với thẩm định con xe này. Cài vào một tí nói chứ các bạn ạ. Cứ cài vào. Giúp bình tĩnh mọi cái hết sức bình tĩnh. Đây thôi. Xin lỗi em nhưng vẫn cứ phải có tí hôn huy chương em ạ. Quê bác bao giờ phải có tí mỗi lần. Tức là cái đâu để nó tôi đòi 45 triệu đấy. Con này mất cái bô rồi. 45 triệu đấy. Nhưng mà do là tôi phải chơi ông Kiên ra tôi bán đấy. Ông Kiên phải thẩm định xe. Ông Kiên như sao tôi thấy nhiều năm trong nghề tôi tin tưởng. Đánh giá đúng. Con này anh mua để đi được. Cấp phải bán. Đó đấy chứ. Anh mẹ mấy hết một vòng đồng hồ rồi. Anh xe là người thật về thôi. Hôm nay nó về nó phải tắm vào mới bán được. Để đây thì đầu gấu ấy, đầu gấu ở chợ xe đấy, đừng là đầu gấu lắm. Nói mà giá hôm nay cũng xuyên đầu gấu. Ôi ông đang đòi 27 triệu hôm kia để ai mua. Xe giỏi được một chục. Ok thì được thì ấy anh ạ. Thật. Em bán em tiệc lắm đi. Quả tiệc luôn quá. Và lấy cào mẹ bà để bán. Mẹ bây giờ chuyển vùng nhà mất ối tiền. Chủ nó mới rút được. Đây thôi của anh em lấy em đi được. Thôi để đi nhá, đừng bán tiếp. Anh em bán tiếp lắm giờ. Không biết. Thôi cho lên lại Hoàng Kiên anh em hết sức thông cảm mất tí rồi. 55 nữa theo chủ về. Thôi nhà trai nhà gái nhà trai đón đâu về rồi tí được còn mỗi dạp tí quay lại không có bán. Còn mỗi dạp thôi. Nhà trai đến đón dâu rồi. Thì tí nó quay lại và bán này, quay lại ăn bán. Ai mời nhá, lúc ăn thì bê mâm mà chả ăn. Mời thì đánh mẹ nó còn nũng. Ôi này nhá, trước khi chia tay nhá, được chưa? Một câu giả cưa lôi, lên lên sóng thích mua mẹ điên đang điền, trời đang nóng thích điền. Mua bớt 1 triệu. Đây này, chụp lấy số. À có số rồi. Thôi về nhá, em về nhá. Thôi về quê hương của... Okay. Đã tâm biết anh em ạ, cứ bình tĩnh nha, em có nhu cầu liên hệ nhá. Hôm nay tiếp tục gửi lại sóng cho cháu Huệ đi. Đấy, chơi con linh bào hết 20 triệu mua cháu. Thì mỗi ba bán à? Em bán này. Bán ngay chưa? Không, phải bán ngay chứ. Thời gian em nó rất là vội. Đáng. Không, nó chỉ mười mấy thôi. Quanh. Một đến ba. Hôm nay tiếp tục nhường về nhá. Lấy đi, cứ lấy. Buổi lại nó là. Vâng. Cảm ơn em đã theo dõi buổi giao dịch vừa rồi nhá. Có số điện thoại của khách, nếu anh em nào mà thật sự đam mê kết có thể cọc rồi anh em có thể nối tiếp kết nối chiếc Jim biển 37 vừa rồi nhá. Đấy.
Vẫn còn rất nhiều sản phẩm chờ đón trong buổi chiều ngày hôm nay các bác ạ. Bác nào đang quan tâm sản phẩm nào có thể lên. Đấy thì tiếp tục luôn thì anh em đang đón SH nhiều và chờ. Thì em ABS. Đấy các bác ạ. Hàng ABS. Lên Sport vành đen càng đen hết rồi. Những sản phẩm SH thì chưa bao giờ hết mốt cả. Tầm tháng 7 này bên em lại xả xá giá sập sàn nữa. Bác yên tâm quan tâm thì chơi thoải mái. Cuối năm SH là chuẩn bị lên nhá. Em nhắc là những sau tháng 7 thì thường là SH từ ngoài hết cho đến thị trường xe máy cũ đều lên giá hết. Đấy. Nên các bác nào quan tâm đến SH thì nên chốt sớm nhất ở những lúc giá đang được rẻ hợp lý. Và thị trường thì lại rất nhiều. Đấy, tha hồ lựa chọn, anh em có quyền lựa chọn. Giá cả thì lại hợp lý phải chăng ạ? Dạ vâng, con xin giới thiệu cho các bác một em SH 125 này, biển số 29G175488 giúp con nhé các bác ơi. Đời 2018 bản tầng được luôn cả phanh ABS đây ạ. Màu đen bóng giúp con bản sport ạ. Đợi chị đi. Em mặt trên này nữa. Em mày đi được hơn 1 vạn đây. Các bác xe máy nhà con đang nổ đây ạ. Vâng, hàng 125 mà có phanh chống bo cứng, phanh ABS các anh em nhá. Giá trên like 68 triệu. Chia sẻ một chút, các anh em nhớ là cái bản ABS chống bó cứng, đây là một trong những chức năng cực tốt cho những cái xe to, đậm mà anh em với có vẻ hơi cố với những cái chiều cao ấy ạ. Đấy, thì dòng ABS nó sẽ rất tốt với cái cung đường trơn trượt, phanh chống bó cứng cả bánh trước và bánh sau. Đấy, nên khuyến khích các anh em nào đã chơi SH mà có điều kiện một chút, cố lên cho em. Với cái giá nó chỉ nhỉnh hơn so với cũ ấy thì nó có vài triệu thôi, nhưng mới thì nó tận 12 đến 15 triệu lệch nhau cơ. Đây là bản 125 ABS biển Hà Nội, 68 triệu thôi. Những khung giá rất mới, rất hợp lý rồi. Đấy. Anh em nào liên hệ, quan tâm liên hệ giúp em nhá. Màu đen, chủ đầu tư cả sport. Đây các bác nhìn được vành đen càng đen này đã được làm ngon lành hết lên rồi. Để mình chỉ về chỉ việc chơi và quan tâm thôi. Vâng. Nha nhạc. Đã đăng like hai page ở trên TikTok này, các bác bấm vào avatar giúp con, nhà con để số điện thoại ở đây đây ạ. Đây và một bên page bên này nữa. Đây ạ. Quay cái gì đấy? Anh Long Hổ quan tâm đến giờ gym biển 37. Vâng, anh liên hệ với số hotline đi ạ. Các bạn ấy sẽ kết nối trực tiếp với chiếc gym biển 37 anh nhá. Vâng. Em cũng có số điện thoại rồi, nó cũng xứng đáng với cái giá của sếp em đưa ra rồi các anh ạ. Vì nó đồ nó thì em cũng tả rất chi tiết và một thời gian live vừa rồi rồi. Có chú Hùng hỏi là có con SH nào Việt độ full nhập không ạ? Cần xe độ full nhập ABS. À, hiện tại thì độ full thì em không có, mà Việt form nhập thì em có, tức là máy nhập luôn, nhưng mà nó là form của Việt máy form của nhập bác nhé. Việt form nhập. Đấy. Rồi, tiếp tục các bác nào có quan tâm thì đây, những sản phẩm Exciter mới, những sản phẩm Exciter giá mới luôn để các bác quan tâm. 2021 với cái đôi lốp còn zin này, đĩa càng vành các bác nhìn đẹp không? Hàng quá đẹp, cái nước sơn nữa này. Đó, anh em ơi, nước sơn này. Sơn zin nhá, anh em sơn zin luôn. Động cơ là 155 bản VVA, đấy. Exciter 155 VVA có khóa smart key. Bản đen sần. Bản đen sần giúp con nha. Đúng rồi. Biển số em nó là 29X1 này, 94094. 94094. Đấy, được cả cặp đuôi 94 luôn. Giá 35.500.000 thôi. Đời 2021 mà bản đen sần, bản VVA máy 155, biển Hà Nội, biển này biển kép đẹp. Mà anh em ơi, 35.500.000. Anh em nào quan tâm thì liên hệ. Hàng xe thể thao côn tay thì Exciter quá hợp lý với cái phân khúc giá này. Vâng. 35.500.000. Toàn bộ là nước sơn zin. Về tiêu thụ nhiên liệu các bác có thể thấy cực kỳ hợp lý. Ra máy theo xe. Đem sơn này, các bác nhìn này. Đẹp không? Các phím này. Các bác nhìn các chi tiết này. Kể cả cái gương này cũng liền lạc hết này. Quá hợp lý luôn. Exciter bản VVA giúp con bản đen sơn 29X1 94094 nhà con bán ra là 35.500.000 đấy ạ. Rồi. Hơn 8.000 cây các bác nhá. Yên này vẫn theo xe, tất cả các phím này, củ này đẹp không các bác nhìn, phím tay nắm này đều đẹp quá đẹp. Liên hệ giúp em, hàng này bây giờ là giá rất mới, mua mới nhá các bác, sấp xỉ 50 triệu, đăng ký xong nhô năm luôn với những chiếc Exciter bản đắt nhất này. Đấy, hôm nay bên Hoàng Kiên anh em còn cả đôi lốp sơn đẹp, sổ sách các thứ giấy tờ này các bác còn liền lạc theo xe hết.
35.500.000. Dạ vâng ạ. Các bác yên tâm mua xe nhà con sẽ có chế độ bảo hành luôn nhá. Nên là các bác sẽ yên tâm mà đi ạ. Chất lượng xe con đã kiểm tra sẵn sàng một lượt trước khi đưa đến tay các bác rồi ạ. Nhà rồi. Con có hỗ trợ là ship toàn quốc nha. Về phí ship thì các bác có thể là chịu giúp con ạ. Chỉ một vài trăm với các tỉnh thành miền Bắc. Đây, có thêm chiếc Jeep vừa về đây rồi. Bác nào có nhu cầu thì làm luôn chiếc Jeep này. Chú thích lang thang ơi, con biển 37 vừa nãy con Jeep vừa nãy là nhà cháu Trương. Vâng, vẫn còn đang một khoảng cách nhất định. Chính xác là đến phút cuối là đâu đó có 500 một triệu thôi. Nhưng mà cách chắc giá quá các anh ạ. Đấy, giả đúng giá. Cũng lên rất cố rồi, nhưng mà không được. Chú Chu Lê muốn lên AB. Chú có thể nói cho mình thêm là chú mua AB đời nào hoặc là giá tiền bao nhiêu không ạ? Dạ. Để cháu với cả bác Thiệp có thể tư vấn kỹ hơn nha. Ở ngay bên đây, về dòng AB là nhà cháu có rất là nhiều. Đây, ngay bên đây, chút nữa nhà cháu sẽ lên một em AB Mạc Chrome đời 2010. Đúng rồi. Trước khi thì em có chiếc Jeep này, anh em nào quan tâm với cái tầm phân khúc giá hợp lý thì có thể hơn 2 một chút, Việt, máy Thái, đấy gọi là Jeep Việt đời đầu đi cho dễ. Vẫn có những cái nét Jeep bác nhìn càng nó bong chóc cho nó nguyên bản, Mai ơi cũng còn chân nan các bác nhìn đấy. Đấy. Bụi vàng, đấy. Phần này các bác ạ, Goldy này, đấy, phần nhũ của cái dòng Jeep Việt máy Thái thì lại rất ấn tượng, riêng cái phần Jeep Việt máy Thái các bác nhìn này, đấy, hay là những cái da máy này của đặc sản Jeep Việt máy Thái này các bác, đấy. Có bộ tem này là tem xịn nhá, nhưng mà là tem mới, tem xịn này các bác nhìn này, tem xịn, đang dán ni lông này, hộp xích này, trục giật này, anh em nhìn. Tem xịn nhá, tem còn nguyên bản, các bác cái tem còn nguyên bản luôn, các bác nhìn bong trong đấy, chấm phẩy một tí này, đang dán ni lông đấy, nó được phủ một cái lớp ni lông bóng bên ngoài, thành ra là sờ nhìn tem nó bóng, nhưng mà là em phải khẳng định luôn đây là lớp tem zin đấy, dán ni lông chưa bóc ra đấy. Vâng, biển số em này là 29L35919 giúp con nha, một em zin Việt ạ. Nhà con sẽ cố gắng quay thật là chi tiết bác đây. Tem này là tem xịn, chính xác, đây, đang lớp dán ni lông rồi, chứ còn nó bên trong nó là nguyên bản luôn. Đấy. Da máy cũng còn nguyên zin luôn. Các bác nhìn này, càng nhũ này, ốc trục Meyer vành đều Goldy cả đôi trước sau. À đây là cái con mà vừa nãy chú Long không báo. Không. Chiếc vừa mua thì khác, có chiếc này là vừa mới nhập thôi. Máy anh em nghe máy được. Chắc ninh luôn. Tiếp tục, vẫn phải tiếp tục. Đấy, có những cái ưu điểm thì nó cũng gắn liền một số những nhược điểm. Đây, hai củ được sinh nhan hai bên. Nó mất điểm một chút nhá. Nó xuống màu theo năm tháng. Còn củ là zin, nhưng mà các bạn ý sơn gôm lên thôi. Nhựa này đều được dán ni lông hết. Đấy, hiếm xịn này. Đầu bò, cháu quay cái đầu bò cho các bác. Quay cái đầu bò cho các bác. Đầu bò ở dưới. Quay đầu bò. Đây, đầu bò cho các bác đây ạ. Biển số em này là 5919 ạ. Tiếp tục. Cả nắp bình xăng các bác thấy đẹp không ạ? Rồi, nắp bình xăng đây. Với cái phân khúc hơn 20, chính xác là 21.500.000. Anh em nào có nhu cầu thì đừng bỏ qua một sản phẩm The Jeep Việt máy Thái. Hàng đồ nhựa sơn đều và đẹp. Đấy. Máy thì chỉnh đầu thôi ạ. Vâng, nếu mà máy zin với cái đồ này thì xin anh em cũng có thể hiểu rồi. Nó phải ở mức xấp xỉ 30 cơ. Nên là 21.500.000 với cái tem đồ sơn nhựa và nhũ còn đều, còn zin, lườn lóc đẹp. Cháu quay cả gầm nhá. Nào lên cả gầm cho các bác xem. Bác nghe lại máy này. Đấy. Chủ vào cây bô của Jeep Việt đời mới. Thế còn Việt máy Thái thì nó có cái bô vòi thì nó phải khịt khịt, nó còn ngon nữa cơ. Nhưng mà chiếc này các bác công nhận không? Thôi được rồi. Đấy, các bác nhìn những cái đồ này, nhìn nó sáng đều, rất ấn tượng. Rồi. Cứng cáp chắc chắn, hợp lý, đặc biệt là giá 21.500.000. Bác đã sử dụng được một chiếc Jeep Việt máy Thái biển đúng đời đúng biển luôn. 1999 29L35919. Anh em nào quan tâm thì liên hệ giúp em nhá. Jeep nhà em vẫn liên tục về và ra liên tục để phục vụ các anh em. Dạ vâng ạ. Các bác nào ưa thích có thể liên hệ số hotline nhá. Giá nhỉ, hợp lý thật đấy. Giá này anh em mình quá hợp lý luôn. Rất nhiều khách hàng chạy và đều có quan niệm, có cái nhận xét đó là Jeep Việt máy Thái đời 99-2000 là đời chạy thích nhất, chắc xe và chắc nhất trong những mẫu Jeep Việt thông dụng. Bô thì nó là bô vòi, nó không được thoát máy, nhưng bô sau nhiều anh em hay lên 2543 cho nó căng.
chiếc này thì lại lên bô Việt nhá. Rồi, 21.500. Vâng ạ, rất phù hợp cho các bác đi ăn đi làm nhá. Các bác nào đang đi gym giúp con ạ. Có chú hỏi đây có chú hỏi AB209 ạ. Có luôn, chiếc vừa rồi đấy ạ, đang mọc chuẩn bị lên. Anh Nguyễn Ba Chính chốt vàng anh nhá. Bùi Hậu mà gym đẹp giá hợp lý anh Nguyễn Khôi. Vàng trước đấy hợp lý anh ạ. Hòa An lít màu vàng ở sát tường. Có chứ anh, em lúc ấy lên like rồi ạ. Dạ vâng, các chú nào, tất cả những dòng xe nhà con là đều hỗ trợ ship luôn cho các bác vâng, nhé. Và lên like phục vụ anh em chi tiết hết. Dạ vâng. Không, anh em đang có mặt chia sẻ giúp em để những sản phẩm em đang like. Anh em có nhu cầu thì chốt, chưa có nhu cầu thì những anh em nào đang cần có thể biết được đến hơn ạ. Có chú Trường một thu hỏi SH150 đời 2019 bao nhiêu tiền ạ? Bình thường các bác nhá, 150 219 với bản CVS các bác cũng phải lấy ở mức giá xấp xỉ 70 trở ra. Đấy, trên dưới 70 với biển Hà Nội. Đấy, anh em nào có nhu cầu. Hôm nay thì em chia sẻ luôn trên live là em có nhập một chiếc SH giá 20 đời 2014-15 nhưng mà chủ lên hết tất cả 2019 từ đồng hồ từ nhựa. Anh em quan tâm thì các bạn online sẽ gửi. Bù lại thì giá 150 với form dáng của 2019 trên 50 triệu một chút. Đấy, anh em nào quan tâm thì các bạn online sẽ gửi cho các anh em. Đấy. Rồi, đi cho các cháu một sản phẩm 50cc, hàng xe ga, mẫu Carrera. Hàng này nó ưu điểm là đẹp, nhược điểm thì sản xuất ở liên danh nước bạn, tức là Trung Quốc. Đâm ra là cái sự chắc chắn cũng như là cái độ tin tưởng của khách hàng là chưa được cao. Thì thôi anh em nào có quan tâm với những mẫu xe đẹp, chạy cho các cháu đi trong thời gian ngắn, chạy gần và giá tiền nó phải chăng phù hợp thì có thể cân đối mẫu này giúp em. Dạ vâng ạ. Nhà cháu về những dòng 50cc nhà cháu có rất là nhiều đây ạ. Này em Kria này đến từ 35 dây núi Ninh Bình giúp con nha. Và làm AD00195 ạ. Bản Kria hơi dáng vóc Vespa một chút. Có thể là các bạn nam các bạn nữ đều rất là thích đi những dòng này đây. Tại vì cái dáng vóc của nó này trông nó sang, trông nó xinh. Rồi, thiết kế của những mẫu liên doanh này bao giờ cũng sẽ là bắt mắt và nhìn nó cân đều nên các cháu rất là thích. Giá tiền cũng hợp lý ạ. Đồ thì còn liên lạc theo xe, từ những cái củ sinh nhan hay là đèn đều rời như dáng Vespa LX rời. Đấy. 12.500.000. Các bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Hơi ít sang một chút. Rồi rồi. Vâng. 12.500.000 thôi. Mẫu xe 50cc. Vâng ạ. Về những dòng xe 50 nhà cháu có rất là nhiều luôn nha. Nên là bác nào ưa thích này có thể liên hệ luôn số hotline nhà con đang để trên bio đấy ạ. Về những em dòng xe tay ga nhà con có Kria này, Zongno này, Elite cho các bác luôn vâng. Nha. 12.500.000, vâng màu ạ. Đỏ, dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Thì bác giờ chỉ tập trung lấy về là cho các cháu đi được luôn. Sẵn cả đôi gương, bên em vẫn có bảo hành kèm theo nhá, vẫn có bảo hành kèm theo. Có chú đường phố Hạ Long muốn lên con lít. Ok, được rồi, lắp chiếc lít vàng. Ok, dạ vâng. Em báo rồi nhá, chiếc tiếp theo sẽ là chiếc lít. Nhưng mà trước khi đến với chiếc lít thì em có một chiếc A-Blade cũng nhiều anh em hỏi không kém. Được cái form dáng ạ, cái form dáng này bao giờ là đẹp, gọn. Đấy, động cơ thì trang bị 110, hàng của Honda. Của Honda 110 từ những năm 2010. Các bác nhìn cái mắt chóa này, thấy được nó đẹp hay không này. Đấy, phần sơn nhựa. Chiếc này đang dán một lớp can ạ, được dán một lớp đề can. Đấy, còn phần sơn này là một lớp ni lông, đây là phần này là ni lông. Cũng phải chia sẻ các bác cái dòng LED 2010 cho đi một vòng. Nếu dán ni lông, các bác bóc ni lông ra thì tỷ lệ xước sơn bong sơn rất cao. Nên là chiếc này nó cũng vẫn đều. Đây các bác nhìn ni lông nó xước ni lông ngoài chứ bên trong nó chưa làm sao. Thì thôi mình cứ để nguyên cho em nhé. Để nguyên trục ốc giật đồ này thì nó đều. Đấy, chưa rửa dọn thì vừa mới mua xong các bác. Đây đi một vòng. Dán ni lông quanh xe. Đấy, hàng ni lông A-Blade. Hàng A-Blade 2010. Đây các bác nghe cái máy này. Chất rồi, cẳng chắc nghịch luôn đấy. Vâng, biển số em này là 30L7-1082 cho các bác nhá. Xe nhà con mới về ạ. Xe chưa được rửa dọn gì đâu. Xe đời 2010 giúp rồi, con. Rồi, đời 2010 ạ. Dán ni lông cả xe ạ. Giá trên like anh em quan tâm 15 triệu thôi. Giá rất mới, bản 6 nan mà hình hài chắc chắn. Xe cứng cáp, chưa dọn rửa gì. Về bây giờ đúng là chỉ bóc, không bóc ni lông. Chính xác chiếc này em khuyến khích anh em không bóc ni lông. Chỉ có dọn đánh bóng lên. Không bắt đầu nếu mà nó cần phải chỉnh cái gì thì như cái côn. Chiếc này chắc chắn sẽ phải bảo dưỡng lại côn rồi. Kỹ thuật bên em có một đội sẽ trực tiếp test và làm sao đến lúc giao xe cho tất cả các anh em nó phải là tốt và trọn vẹn nhất.
15 triệu các bác nhá. Bác nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ giúp em. Hàng lết bản đây này, anh em đến cái nan này nó hay có là 1 2 3 4 5 6 này. 6 cái nan này gọi là bản 6 nan. Đời bắt đầu 2010 là có cái dòng lết này. Từ cái tem gáy này, các tem thông số này, đây quay vào đây này. Đấy, các cái đồ sần này các bác nhìn này, hay là phần trong này đều còn nguyên bản và liền lạc hết. Chủ còn dán cả kẹp theo ni lông nữa cơ mà. Vâng ạ. Về xe nhà con từ đầu vào đã kiểm tra chất lượng rất là nghiêm ngặt rồi nha các bác ơi, các bác yên tâm về chất lượng xe nhà con ạ. 15 triệu, vâng, một chiếc LED đã được dán ni lông cả xe, hàng 2010, màu đen, bản 6 nan, đúng biển Hà Nội. Và anh em nhớ đúng đời, đúng biển, chính xác là đúng đời, đúng biển luôn. Đấy, lốp trước, lốp sau chủ cũng đã vào mới hết rồi. Anh em khách hàng về bây giờ chỉ đổ xăng và lăn bánh. Chiếc mộc mà nó giữ được thế này là ghi nhận rất là đẹp đấy ạ. Vâng, phải chăng là nó có hơi xước sát một chút nhẹ thôi nha các bác ơi. Nhà con bán ra là 15 triệu, đúng không bác? Đúng, đúng rồi, 15 triệu. 15 triệu cho các bác nha. Một em AB này, về dòng Honda là các bác không lo nó bị hỏng vặt hay là thay đồ các bác muốn độ đồ lên mà nó đắt đâu ạ. Vâng. Anh Đặng Xuân Tuyến 14 triệu. Chưa được anh ạ, cố lên cho em một chút đấy nhá. Giá là 15 triệu với một chiếc bản 6 nan, hình hài cứng cáp chắc chắn. Giá rất mới rồi ạ. Anh em có thể cân đối giúp em. Anh Nguyễn Lộc có Grande rất nhiều. Sáng em like một chiếc màu đỏ mà sếp em cũng giả rất kỹ đấy. Hàng xứng đáng các bác ạ, 2018 còn nguyên đôi lốp, giá có 23 triệu 500 thì phải. Em vẫn nhớ giá lúc sáng. Chú Hoàng Tuấn có hỏi nhà mình có Vision 2021 không ạ và giá bao tiền? Tầm khoảng 29-30 với bản tiêu chuẩn là đã bắt đầu có rồi. Còn những bản đặc biệt thể thao thì phải cao hơn. Em có một chiếc 2020 có 28 triệu tí nữa em sẽ lên. Anh cũng cân đối chọn những mẫu nào phù hợp anh nhé. Dạ vâng ạ, con xin phép các bác được lên một em lít màu rồi. Kem giúp con nha. Đây, bản. Anh Long Hip mua xe bên em mất đăng ký. Anh có thể liên hệ với các số hotline và tốt nhất thì anh cứ mang xe qua cửa hàng em để các bạn bên kế toán bên hồ sơ có thể kiểm tra rồi báo cho anh cái hướng để có thể làm lại đăng ký. Anh là mua xe bên em xong rồi mất đăng ký đấy nhá. Vâng ạ, nhà cháu, các bác mua xe nhà cháu có vấn đề về gì về pháp lý nhà cháu đều hỗ trợ hết nha các bác ơi. Đúng rồi, xe nhà cháu là đảm đều bảo được kiểm tra hết rồi. Vâng, đấy, bảo hành là 100% pháp lý cho các bác này, hành trọn đời luôn ạ. Rồi, lít 110 màu vàng, anh chị em nào vừa hỏi đấy, em có ra đây, vàng vẫn còn nhiều màu nhá, nhưng mà em phải nhấn mạnh là cái màu vàng này ở những năm 2011 nó là màu hot nhất, chính xác là ở bắt đầu từ chiếc này 2013 cơ đấy, chứ không phải 2011 như những chiếc bình thường. Bác nhìn thấy đồ vàng đồ bán đẹp nó đều củ phanh xin nha, nó còn nguyên từ 2013 đến giờ đấy. Đấy, nước sơn thì thôi, những dòng xe lít mà xe thời trang của chị em thì các bác cũng hiểu rồi, sát đồng dạng điểm dưới thì có sờ ba một chút thôi. Đấy, cái phần gầm này vườn lườn kiếm này là còn zin rồi, qua được sơn vẫn còn nguyên bản, đẹp vẫn theo xe ra máy vẫn chưa kiểm cùng lắp được đều còn hết đấy. Chiếc này là giữ rất nhiều, cái nắp đèn hậu vẫn còn đây này bác, còn này, 2013 cứng cáp chắc chắn nhá. Đấy, vâng, biển số em nó là 29D1 từ Hai Bà Trưng luôn giúp con ạ, 40448. Phải chăng là em nó có chút xuất sắc nhỉ nhỉ, cả nhà con đều chỉ ra quay rõ hết cho các bác rồi. Về chất lượng xe là các mẹ các chị chỉ cần mua về và đi thôi. Và đặc biệt là các bạn sinh viên nào làm những ngành đặc thù về thời trang hay là phải đi mua sắm nhiều làm đề án, lựa chọn những em này quá hợp lý, nó vì nó có cái giá thành siêu hợp lý. 13.300.000 đấy, em báo giá luôn. Còn về công năng thì các bác có thể để thoải mái trong cốp vì lít không có xăng trong cốp, để ở ngoài ở dưới gầm nên là cái cốp nó rất là rộng. Đấy, chưa nói đến cái độ tay xách nó dài, nó tròi ra tới tận 30 phân kèm theo. Nên các bác hoàn toàn thì có thể ngồi với số lượng đông nếu muốn, để các cháu đứng đằng trước nó cũng có để thoải mái, hay là mình để chân chở đồ đằng trước tùy tiện. Đấy, để nói đến công năng tiện ích thì em đánh giá lít 110 nó là hàng đứng đầu luôn, khẳng định với các bác cái tiết kiệm xăng, đúng không ạ? Dễ sử dụng, dễ sửa chữa, đấy, và để đồ phụ kiện rất dễ và thoải mái. Đây là những cái gì nó đem lại. Hình thức thì thôi, nó cũng có cái tai tiếng nào ninja nít, nào là nít bụng chửa hay nít bụng to đấy, thì nó hơi gọi là thiếu thẩm mỹ một chút, nhưng nó bù lại nó được rất nhiều thứ tiện ích cho mình. Thì những bác quan tâm đến chất lượng cũng như những cái tiện ích nó mang lại thì hãy sử dụng mẫu này, nhất là các bạn học sinh quăng quật thời gian sau ra trường mình có những cái sản phẩm mới mình lựa chọn. Dạ, vâng ạ. Thì tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Con này bao tiền ạ? 13.300.000.
13.300.000 cho 213 nhá, các bác nhớ đời rất cao rồi, nó là hàng top đời rồi đấy, 2013. Đấy. 13.300.000 đời 2013. Đúng rồi. 29D1 Hai Bà Trưng giúp con này, 40418 các mẹ các chị đều đi được những dòng này. Các bạn sinh viên đi những dòng này để đi mua đồ hay là đi khởi nghiệp, đi kinh doanh đều rất là được luôn nha. Con cảm ơn tất cả các cô các bác rất là nhiều đây ạ. Có chú Đoàn Nguyễn hỏi là nhà mình có con gym nào chạy xô xinh xịn mịn không ạ? Và rẻ. Chú Đoàn ơi, vừa nãy nhà cháu vừa lên lấy rất là nhiều gym. Tầm 21 em nghe, tất nhiên là anh em phải xác định ở tầm đó máy chạm, đồ bình thường nhưng nó là cứng cáp chắc chắn. Đấy là đi ăn đi làm như anh nói đấy, chạy đi lại kiếm tiền về là rất hợp lý. Thì gym mà nó rất là, nó chạy nó đã là dáng đẹp rồi, chạy nó còn thích, mà xăng và đồ nó cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Nên rất nhiều các bác chọn gym nó như một dòng xe phổ thông nhất rồi. Huyền dạ, thoại, vâng. Chính xác là gym huyền thoại. Rồi. Chị Bảo Ngọc ơi, nhà em hiện tại là đang ở số 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha. Ở phố Chùa Hà nhà em có 3 cơ sở đấy, 52, 62 và 64. Dạ, vâng. Các bác đến trực tiếp này, có cơ hội, có điều kiện đến trực tiếp, có thể qua trực tiếp 52 Chùa Hà giúp em ạ. Nhân viên bán hàng nhà em đều đeo thẻ ở trước ngực ạ. Đúng rồi, như em chẳng hạn, rất ở đây rất nhiều thời gian, sáng 8 giờ kém rồi tối phải 9 giờ kém, nên các bác cứ thoải mái đến, gần như là liên tục sẽ được các anh em bán hàng tiếp đón và tư vấn nhá. Vâng, nhà cháu bán con lít màu kem này là 13.300.000 đời 2013 luôn giúp cháu nhá. Vâng. Còn rất nhiều, đây gym chưa bao giờ thiếu gym cả các bác ạ. Bữa mấy bữa vừa rồi, Caramel lệch hướng một chút. Mấy bữa vừa rồi các bác hỏi gym nhiều đấy, mấy ngày nay em cũng về gym rất nhiều. Anh Hưng Dâu có beo không? Beo thì em đang không còn beo rồi anh ạ. Vâng, gì beo không còn. Anh chị hay là anh Thu Thúy Minh đây, mua lại the gym. Có mua anh nhá. Các anh nào mà bán gym, em bán gym mà các anh không cần hoặc đang đồ muốn nhu cầu đổi lên cấp xuống đất, em đều mua bán đổi các hết cho các anh em. Đấy, nên anh em nào phải đỡ phải check an ninh. Các bác ơi, rất là nhiều comment này, nếu mà cháu với cả bác Hiệp chưa thể trả lời hết được, các bác có thể vui lòng nhắn vào bio nha, số hotline nhà cháu để trên đấy, hoặc là liên hệ lên fanpage nhà cháu đang livestream trực tiếp ạ, xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà giúp cháu. Vâng. Online sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác này, báo luôn cho các bác về giá giúp cháu nha. Rồi. Cảm ơn tất cả các bác anh nhiều. Anh Phúc Nhơn hỏi future neo thì em không có anh ạ, có phim 1 thôi, phim 1 thi thoảng em về đấy, sáng nay em có một chiếc nhưng mà anh cũng phải live sáng sớm để có khách chốt mất rồi. Gym Việt đây, gym Việt đây, đời 2013 cơ. Đấy, gym Việt nó phải đời cao thế này, nó mới hình hài, nó mới sáng sủa để anh em có thể tiếp cận. Rồi, hàng 2013, gym Việt Nam, máy gym. Đấy, chân nan này là nguyên bản này, vành theo xe này, Meyer có tỉa này, thời gian trước là vẫn còn này, bát Meyer thôi, Meyer bên này vẫn còn, càng là vẫn còn được. Đấy, để em tặng. Có cái bát Meyer này là chủ đã bay lâu rồi thôi, rất lâu rồi, một chút tỉa chứ không phải sơn tất nhá, tỉa thôi. Đấy. Rồi tiếp tục cái máy, các bác nhìn quả doang cờ màu vàng dựng ngược luôn. Đấy. Quay vào máy thì phải quay vào đầu bò giúp bác. Đấy. Quay vào đầu bò. Nghe kỹ nhá, các bác nghe hơi khó đúng không ạ? Còn nguyên cả côn nhá, hồi côn vẫn còn lọc cọc đấy. Những bản gym Việt 2013 thì chia sẻ tiếp theo nữa, đó là hai bên da máy đều có những cái sự spa lại rồi. Không thể tránh được với những cái chiếc gym Việt Nam từ 2010 đổ ra thì rất nhiều xe nó luôn luôn bị rôm ra máy. Nhưng các bác nhìn các cái tem này còn nguyên bản này, lườn này đúng không ạ, lườn còn nguyên bản, tem lườn để chân vẫn theo xe, báng cũng nguyên đây, cái phần trên hộp xích nó trắng phau này là các bác biết nó đi nhiều đi ít này, cầu cầu còn hết. Đấy, đuôi tem xinh nhan nắp hậu liền lạc theo xe. Đấy, đến cả cái tay nắm này nó cũng nguyên bản các bác này. Đấy, tay sách này, tay nắm tay sách này, yên theo xe hết này. Đấy, đó ạ. Bô thì lên 2543 thôi, mình cũng không quan tâm quá, tại vì thực ra giá thành hai bô như nhau, thậm chí 2543 còn đắt hơn. Meyer sau vẫn zin nhá, trục giật này các bác nhìn này, cụt chuẩn Việt mà phần là chủ dán ni lông, nắp bình xăng lườn đẹp chưa. Đây những điểm cộng của xe đây này các bác này, để giữ được những chiếc zin Việt thế này thì bác thấy được đúng không ạ? Dạ vâng ạ, một sang. Em yeah. Gym Việt biển số là 29E1 giúp con 25647 ạ. Rồi, hàng máy gym nhá, máy gym côn nguyên bản nhá. Đấy, hàng côn vẫn còn lộc cọc, kim đỏ chót, vừa mới mua về được một thời gian tầm khoảng 2 tiếng rồi. Nhưng mà chưa có mối mọt, ống đuống ok. Đấy, đây bên này máy bên này xem cầm, đấy, hai máy quay hơi chóng mặt tí. Em phải cho xuống đây này. Đây mới là cái gầm này em. Đây. Đây, để sát vào. Đây.
Rồi, giá, anh em nào, thay mất công tác nhá, thay mất một cái công tác xi nhan đấy, mới, còn đây là nguyên bản của xe này, đấy, hàng nguyên bản này, cũ này, tay nắm thì vào tay nắm Thái nhưng mà vào từ đầu này, sơn vẫn trên này là vẫn còn nhá. Đấy, rồi, các bác nào quan tâm đến Zin Việt, hàng máy Zin đời chót 2013 thì liên hệ cho em một chiếc, em đang vừa mới truyền hình trực tiếp cho anh em quan tâm xem, máy, và nghe lại máy nhá. Côn nó vẫn cộc cộc thì quá yên tâm rồi, đúng không ạ? 34.500.000 Zin Việt Nam. Đấy. Những cái đồ các bác công nhận không ạ? Nhìn nó sáng đều, nhìn nó đầy những cái giá trị, những giá trị đấy, những giá trị từ 2013 2012 giờ để lại, nhìn rất thích luôn. Không có nhiều đâu ạ, những sản phẩm Zin Việt mà máy Zin đời chót. Anh em nào có quan tâm thì liên hệ giúp em. Sản phẩm này thì nó quá phổ thông rồi, quá thông dụng rồi, đúng không ạ? Những chiếc Zin huyền thoại. 34.500.000. Rồi. Chính xác, biển Hà Nội ạ. Anh dễ thương, đẹp quá nhưng không đủ tiền. Có những chiếc rẻ hơn nhưng mà thật sự thì nó lại không được đẹp như thế. Thì thôi anh em cũng nên cân đối, nhu cầu của mình nằm ở đâu hãy chọn. Có thể bây giờ trước mắt chưa lấy được, hãy lấy những chiếc phù hợp với nhu cầu của mình, sau lại đổi với bên em. Chơi Zin hoặc một số những dòng Honda nói chung là yên tâm tốt nhất về cái sự lỗ, về sự mất giá. Nên là không phải lo về vấn đề đấy ạ. Các bác cứ chơi thoải mái theo nhu cầu của mình thôi. 34.500.000 nha các bác. Vâng, đúng rồi. Biển Hà Nội rồi anh ơi, anh còn hồ sơ đi tỉnh nào nữa, phí quá, để nguyên biển Hà Nội giúp em, cứ thế thôi. Mai sau có tiền thì đổi xe khác, chứ nếu mà các bác cứ đổi biển, thật ra nó em còn chia sẻ thật sự nha, nếu những chiếc xe các bác đổi biển, tiền chi phí đổi biển nhiều chiếc còn lỗ sâu hơn cả cái, còn cao hơn cả cái tiền các bác lỗ xe với cái việc bán đi mua lại bình thường. Đấy các bác biết nó không hợp lý. Cứ chơi đi, chán mình lại bán mà, nó là phương tiện đi lại các bác ạ. Không bắt buộc phải chính chủ. Đây là quy định của nhà nước rồi, em đã lên rất nhiều buổi live muốn chia sẻ với anh em. Quy định không bắt buộc anh em tham gia giao thông phải là xe chính chủ các bác nhé. Chỉ cần chứng minh được nguồn gốc xe là các anh em có thể tham gia bình thường. Khách hàng nhà em nhiều khách hàng bị vi phạm giao thông, công an bắt xe và yêu cầu có một nguồn gốc xe là lấy được xe. Họ đưa cái giấy tờ mua bán của nhà em lên là lại lấy xe lại bình thường. Thế là các bác biết nó là thủ tục nó rất rõ ràng như thế. Thì sao mình phải cố để sang tên chính chủ làm gì? Lãng phí ạ. Đấy. Còn thôi nhu cầu thì các bác cũng tùy mỗi người thôi. Nhưng em đây là em khuyên thật sự các bác cân đối ạ. Chú thích 34.500.000 nha. Vâng. Chú có thể liên hệ số hotline nhà cháu đang để trên bio ạ, hoặc phần tên đang live trực tiếp giúp cháu. Tên đang live sẽ tư vấn cho chú kỹ hơn về đây, LED 125 sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta. Mẫu LED mà em thấy luôn luôn được tiêu chí giá hợp lý là lên hàng đầu. Về form dáng thì cũng là một thời được các anh em chọn lựa nhiều nhất. Hiện tại thì thôi nó có rất nhiều mẫu, đa dạng hơn về mẫu mã rất nhiều. Nhưng nói những năm 2014 thì đây là mẫu đắt nhất và cũng là mẫu mà được các bạn chọn nhiều nhất. Tem kẻ cước Kazo, tem chuẩn Zin của đời 2014, tem gáy nguyên 2014 hết. Đấy, đó. Các cái tem yếm, tem cốp đều liền lạc theo xe. Đấy. Có sơn xi thì là cái tay sách và da máy cũng đã có tỉa. Vậy thôi các bác ạ. Rồi. Hàng máy nguyên Zin nhá. Tiếp theo là được quả máy nguyên Zin. Vâng. Biển số em này là 29E1 Đống Đa luôn giúp con đây ạ. Đây em đã là biển phố rồi. 82572 82572. Màu đen đồng ạ. Đây. Thôi. Nó là Zin, nó là nguyên bản, vâng, nên là những là cái này nên em để. Chứ còn thực ra thay nếu mà các bác vào tem lô thì chia sẻ luôn là có mấy chục nghìn nó không cái gì. Nhưng mà em thấy nó không hợp lý các bác ạ. Nó mới giá. Máy Zin nhá. Sơn xi hình thức thì thôi có tỉa một chút ở phần cái cốp yếm trong. Đấy, bản này ngày xưa là bản remote, là bản khóa tìm xe khóa mới. Đây nó còn khóa nhỏ thôi, khóa theo xe từ ngày đấy. Khóa to thì chắc là bị vỡ mất rồi. Đấy, giá là 19.800.000 trên buổi phát sóng này. Đấy, dòng LED động cơ 125. Đề từ êm. Các anh em nam giới thì đừng bỏ qua sản phẩm này. Rất hay. Hay thứ nhất là cốp rộng này. Xe hai thụt nhìn cân xe này. Đấy, hàng lại biển Hà Nội này. Được. Để cho mình những loại laptop tầm 13-14 inch mà để đều vừa nha. Ừ. Vừa thật. Khuyến khích các bác đúng là quay đi quay lại LED nó vẫn là một cái gì đấy là cố chắc chắn rồi. Nó dạ vâng. Không chân... thể thay đổi được rồi. Nó là một trong những dòng xe mà quá thông dụng phổ thông, nhất là những bạn đi học, đi ăn, đi làm một chút về thực tế. Đây là những một số anh em về thực tế vì nó rẻ, nó tiết kiệm, nó được rất nhiều những cái lợi các bác nhá. Đây. Dạ vâng. Giá là 19.800.000 giúp con nha.
Rồi con cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. Xe nhà con là đã kiểm tra chất lượng máy ok rồi. Đúng rồi, máy zin nhá. Chiếc biển Hà Nội này là máy zin đấy ạ. Dạ vâng, máy zin luôn cho các bác. Với cả khi các bác mua xe nhà con xong sẽ có chế độ bảo hành luôn ạ. Các bác muốn xem hình ảnh xe, muốn tư vấn kỹ hơn có thể liên hệ số hotline giúp con. Rất là nhiều comment. Các bác có thể hoan hỉ giúp con với nhá. Anh Ngô Đức An Blade giá là 19.8 anh ạ. Vâng, 19.8 giá đó, cho một chiếc máy zin với tem zin là em thấy hoàn toàn xứng đáng. Tỉa không đáng bao nhiêu cả. Vâng. Chú Hiệp Tuấn hỏi là nhà mình ở đâu để chú đến đây, đổi ạ. Anh có thể nhìn nhanh cái biển vẫy biển ở địa chỉ nhà em 52 phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy các bác nhá. Khi đi dọc phố Chùa Hà các anh em có thể thấy cái biển vẫy, cháu quay bên này. Đấy, biển vẫy bên trước cửa nhà em. Đấy, một cái biển xanh kê ở hai vị trí. Nên anh em có thể dừng trực tiếp hỏi thăm vào Hoàng Kiên. Đấy, có những anh em đeo thẻ này, anh em gặp những anh em đeo thẻ để vào đấy chứ hỏi thăm thì đúng là cũng hơi ngại. Một số anh em ở đây họ gọi là đưa giúp vào nơi lại làm cái mũ nâng giá. Dạ vâng ạ. Rồi. Đây có chú hỏi là nhà mình có quay khoảng 10 triệu không ạ? Có chứ ạ, quay khoảng 10 triệu là anh lấy được nhiều rồi ạ, từ những chiếc quay S rồi năm 2016 mới đấy ạ, không cũ tí nào. Honda như thế là dùng tốt rồi. Anh Sơn Lê vừa vào cho một like rồi. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, rất nhiều. Vision 13 triệu đổ về thì em không còn rồi anh Mông Nguyễn ạ. Anh phải chuyển sang Leaf giúp em nhé. Leaf thì 13 nó dễ hơn. Vision phải tầm 15 đổ lên. Tiếp tục đây. Sẽ là một sản phẩm mà anh em có thể anh em nam, các bạn trẻ, nhất là những bạn trẻ chưa trải qua xe côn, hãy đừng bỏ qua sản phẩm này. Nó mới vì nó là bản V3, bản Winner X V3. ABS các bạn ạ. Phanh ABS khóa smart cây, nhìn nó dày dặn chắc chắn, nó đầy đặn. Những bạn trẻ muốn mua xe côn mới cũng nên cân đối nhá, tại vì mới các bác biết nó không rẻ một tẹo nào. Bây giờ mình mua lướt này thì mình có thể lời ra đâu đó cả mười mấy 20 triệu rồi thì tại sao mình còn lăn tăn, đúng không ạ? Trong khi lốp còn bản mới thế này, vành không vết xước, cái chỉ vành vẫn còn zin, hay những cái nắp xi nhan hay phần yếm này các bác nhìn thấy nó đẹp không? Đây. Chủ giữ thế này anh em họ cũng chỉ có gọi là trải nghiệm thôi, tức là nhiều khi là thôi vì đam mê họ trải nghiệm một vài năm. 2022 thì cứ cho là 2 năm đi, đúng không ạ? Đây các bác nhìn cái báng để chân này, không một vết xước đây nhá anh em nhá. Nhìn cái báng để chân nó khít nó đẹp này. Không xước một tí gì luôn. Tem zin hết luôn. Càng này. Cả lốp trước lốp sau vẫn theo xe được không? 2022. Đuôi zin liền lạc hết luôn. Đấy. Vâng, quá biển đẹp. Số em nói đến 18 đất học các bạn học rất là giỏi. Biển số 18L1 58804 em Winner X bản V3 màu xám sần luôn đây ạ. Phanh ABS đời 2022. Đúng rồi. Nó cũng là bản đắt nhất nhá. Các phím này lốp các bác xem rồi, đến phần tay nắm các bác nhìn thấy đẹp không ạ? Đây, nó còn nguyên co ngót cao su, phím bấm đồ đạc đây. Công nghệ phanh ABS hơn 8000 cây các bác nhìn thấy. Rồi. Ốc này, logo này. Rồi. Để xa ra. Rồi, ok, rất nhiều đây zin hết hai bên này. Tay nắm này đẹp không anh em nhìn này. Nhìn thế nó mới xứng đáng như những chiếc gọi là xe lướt. Chủ chỉ có trải nghiệm thôi, chia sẻ thật sự luôn với những chiếc Winner này, chủ chính xác là có trải nghiệm qua. Không chạy 8000 cây thì với xe Honda quá là xinh nhê thì chả đáng nói, như sếp em hay nói 8 tuổi, cháu mới đang 8 tuổi. Thoải mái mình về mình dùng, thoải mái mình trải nghiệm tiếp theo. Giá chính xác trên line có 26 triệu. Các bác nhớ nha, mua mới cả đăng ký ngoài 40, bản ABS V3 chìa khóa sợi mắt cây bạc sần. Đấy, zin 40. Bây giờ anh em bỏ ra 26 triệu đã trải nghiệm được rồi. Đấy, chủ cũng là vì nhu cầu đam mê xe côn. Còn về chất lượng thì nó là một chiếc ABS, một chiếc 150 bản 6 số các bác này. Tha hồ trải nghiệm luôn, số 1 nữa. 2 3 4 5 6 đúng không? Tha hồ luôn, bao nhiêu số để mình có thể mình trải nghiệm. Đấy, riêng các bạn trẻ muốn nhu cầu đam mê côn thì đừng bỏ qua sản phẩm này. 26 triệu. Rất mới. Dạ vâng ạ. Tôi cảm ơn tất cả các bác, các cô, các chú nhiều ạ. Xe Winner đấy nha, con bán ra là 26 triệu. Đúng rồi, đúng rồi, 26 triệu. 26 triệu cho một em 20... 18 giúp con nha, 2022 đúng bản rồi. Bạc sần V3, ABS. Phanh ABS được luôn đấy ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. SNAT màu trắng biển 17 đời 2018. Anh đừng nói trước, chắc là em không còn rồi. Biển 17 em có một chiếc hôm nọ nhưng mà đời 2021 cơ. Đấy. Rồi, chiếc màu trắng A-Blade này, hàng động cơ 125, bản mới đấy, bản bắt đầu 2020 ra sản xuất ra form dáng này. Anh em thấy nhìn đẹp không? Sport thể thao. Đấy, các bạn trẻ nam giới thích những mẫu xe ga thì Blade em thấy nó vừa phổ thông, nó vừa thông dụng mà nó rất hợp lý.
những cái chi tiết của xe thì đây các bác nhìn này. Hai vị trí hay xước, nhà xe nhà anh em có, anh em có thể quan sát thấy đây nó còn rất đẹp. Hay cái phần tem còn zin, hay cái gầm này chủ chưa thay này. Tem này các bác nhìn, hay để chân đều rất đẹp luôn. Đấy, hàng rất rắn giỏi. Máy nguyên bản nhá, sơn trước mắt anh em nhìn là zin luôn. Đấy, đến cả cái tay sách này cũng là còn liền lạc theo xe luôn. Đấy. Oppo mất cái Oppo mới thôi, còn tem bên này, sơn bên này các bác nhìn này, đều liền lạc zin đét luôn. 2020 đến giờ mà chủ dựng như thế này rất giá trị, rất quý rồi. Vâng, biển số là 21B206523 giúp con nha. Một em AB sự kết hợp giữa màu trắng đỏ đen đấy ạ. Rất là trẻ trung năng động, khóa smart key luôn. Quay cho chị mặt đồng hồ đi em. Đây, phải trang ở đây nó hơi mờ chút xíu giúp con nha. Nút bấm hơi mờ một chút ạ. Đấy, 2022 mà các bác. Đi được 8.100 cây chuẩn chỉ ạ. Ơi, máy này, máy 125, những cái phân khúc máy quá hợp lý đối với cái hệ thống giao thông của Việt Nam. Đấy, và cái form dáng có thể nó hơi bốc một chút. Máy lâu rồi thì các bác sử dụng 150 được, nhưng các máy mới các bác cân đối 125, nó có cái độ êm, độ không gằn. Đấy, nó rất hợp lý. Từ những LED LV hay là những chiếc SH đều 125 là thông dụng nhất. Hàng là máy nguyên zin đang nổ nhá. Nhược điểm thì em nghĩ chắc là biển 21 nhiều các bác lăn tăn. Nếu các bác chỉ tập trung đến chất lượng cũng như là một chiếc xe đi lại làm ăn trong nội thành hoặc công việc mình cần đến thì lựa chọn giúp em 31 triệu đấy, trên line, hàng 2020, máy zin và sơn nguyên bản theo xe đấy, chạy hơn 8.000 cây các anh em, hàng rất đẹp. Những chi tiết tem này còn nguyên bản từ nhà máy, ăn xăng thì các bác thấy tiết kiệm chưa? Chưa đến 2 lít, cứ cho là 2 lít luôn, 100 cây số. Không phải lo về vấn đề nhiên liệu với những chiếc Ablet đời mới này ạ. Dạ vâng. Nhà cháu bán em Ablet 2 chỉ à nhập 21B206523 này là 31 triệu. 31 triệu. Hàng là sơn zin máy zin về chiếc LED. Đấy. Em quên. Còn tiếp theo. 31 triệu nha các bác nha. Là sang đến Vision cũng tiết kiệm xăng không kém, phải nói tiết kiệm hơn nữa cơ. Chính xác chiếc này nếu em nhớ không nhầm của Honda đây chị anh em. Xe nó có một cái tem nano đang tính theo con đường tiêu chuẩn test xe. Đấy, còn đường phố Việt Nam thì anh em phải cộng cho em 0.2 tí vì nó chuẩn được. Vì nhiều khi tắc đường cả ngày thì đúng là chia sẻ là nó sẽ phải cộng thêm nhiều nữa, nhưng thôi cứ tính theo tham số năng lượng họ quyết định đi cho nó chung, đúng không ạ? Vâng, chiếc này thì là bản 2020 đấy, Vision màu xanh đặc trưng rồi. Các bác nhìn những cái chi tiết đây chậm càng nhá, đều còn từ 2020 đến giờ, đúng không ạ? Rè trước, rè sau này. Đấy, các bác nhìn cái lớp sơn zin nó đẹp không? Phủ lên mặt nạ thể thao này, mặt nạ thể thao này. Đấy, hôm nay hôm qua em bán một chiếc 89 mà lúc lai mặt nạ thể thao nhưng nó xuống màu. Thế là chủ lại còn hỏi mặt nạ đâu? Hàng màu nó vẫn còn rất đẹp theo xe, rất mới, giữ cẩn thận, không để nắng mưa nên nó đến cái mặt nạ độ nó còn chưa bay màu, đúng không ạ? Cái dàn xi nhan này, đấy, nguyên bản hết, hay là mắt pha này. Các bác nhìn hay các cái vị trí của phanh này, nó không bị vẹt, nó không bị xòe. Đó, nó đều là nguyên bản tay nắm này, theo xe hết. Đấy, đây, quay một vòng bên này. Rồi, theo đây. Hàng mặt nạ trên nhá. Đây, quay lên trên. Đây. Kim này, đỏ chót luôn. Anh em nhìn, các phím này. Đấy, rất đều và đẹp. Tem thông số 2020 luôn nhá. Tem gánh 20, đồ sần nó cũng có theo xe. Đấy. Khóa smart key luôn. Chào các bác đây ạ. Đi được không 1,5 vạn giúp con nha. Bản màu này thường thường có thấy là khác hơn. Bạn trẻ, bạn nam đều đi được nhỉ? Vâng, đi được hơn, thích đi hơn. Tay sách này là chủ cũ lên nha, nó là nhựa nha các bác ơi. Nếu các bác có điều kiện có thể thay một cái tay sách chính hãng của nó ạ. Biển số là 29E2 giúp con ạ. 69057 đây. Về rè của nó đây. Toàn bộ là nguyên bản, những cái nắp xinh nhan, đèn hậu sau các bác ạ, zin hết, rè sau này, phần sần chưa thay. Bóc ni lông ra là dọn, là đánh bóng lên, gửi xe ra đây kê cho các bác xem luôn. Không đầu tư một chi tiết gì, sơn xi ở ngoài, sơn ta. Giữ từ 2020 đến giờ, đẹp. Thật sự là đẹp, máy các bác nghe tiếng nhá. Đó, căng đét luôn. Đấy là máy zin, sơn zin. Đến cái tay nắm hay là mặt nạ, yên áo theo xe hết. Đấy, bác nào đang quan tâm những chiếc Vision. Ưu điểm nó là nhỏ, gọn và lành bền. Đây là đặc thù của dòng Vision 110 này. Đấy, đến thời điểm hiện tại Vision cũng vẫn ra 110, nhưng để đến nói cái dáng nhỏ gọn và bền lành thì em đánh giá Vision Form 2020 trở về 2019 trước ấy thì được đánh giá là tốt nhất. Đấy. Trên đây thì em đang bán ra chiếc này cho anh em mình là 28 triệu cho một chiếc Vision 2020 các anh em nhá, đời 2020 rồi.
đấy, với cái lốp trước vẫn còn nguyên zin, sơn xe là theo sơn theo xe hết đấy, yên này con nhìn dày đây, chạy đây cũng không giấu luôn, km thì anh em bóc ly lông ra đánh bóng rửa là lên giao xe vạn rưỡi, logo phím bấm các bác nhìn tay nắm lại một lần nữa để thấy nó đẹp đúng không ạ, luôn các bác nhìn đồ sật đấy. Các bác bây giờ đi 2021 2022 nhiều bác còn không giữ bằng những chiếc 2020 này đúng không ạ. Chủ vâng, biển số em này có xin phép đọc lại đây ạ, 29E269057 chính xác nha. Rồi đây những bản vision đầu nhỏ này các bác nào ưa thích có thể liên hệ cho nhà cháu ở số điện thoại nhà cháu để trên bio này, fanpage đang livestream trực tiếp giúp cháu nha. Chú Lương Phạm Việt đây, cháu lên luôn DD giúp, có DD hơi 70 nữ hoàng đỏ. Vâng. À có chú Vinh Phát đã, chú hỏi là nhà mình có nào đời 208 còn nguyên không ạ? 208 à, 208 là chế cơ đúng không anh? Vâng. Em còn hai chiếc Ablade chế cơ thì phải. Đấy, một trong hai chiếc là có máy zin, em vẫn nhớ. Còn chiếc còn lại em chưa xem. Chính xác là còn lít 208 anh nhá. Nó hàng máy zin thì anh có quan tâm giá sấp xỉ 10 triệu. Chú Trung Quyền hỏi nhà mình có zin Thái hoặc Việt tầm 15 triệu không? Cũng có anh ạ. Mấy chiếc zin Thái đời sâu một chút có thể là 1994 đến 1998. Phải tầm 15 trên dưới là anh lấy được ạ. Có bạn Mạnh, bạn ấy hỏi là nhà mình có Vision trắng thể thao không ạ? Trắng thì lại không có màu thể thao, anh em có thể báo lại là màu bản thể thao nó có hai màu thôi, một là màu xi măng, hai là màu đen đấy, màu đen sần và màu trắng nó gọi là bản cao cấp. Không biết là mình đang hỏi về màu trắng có đời 2019 là gọi là màu trắng sport đấy, nó hai màu đấy thôi, thì bạn hỏi cụ thể năm nào nhá. Đây DD 1993 nữ hoàng đỏ, hàng chia sẻ với các bác là dọn rồi, nhưng thôi cái dàn mà xe cổ đã dọn lên rồi anh em cứ chơi luôn, đỡ phải dọn lại đúng không ạ. Đây những cái sinh nhan này, những pha này họ vào ngon lành, nhưng mà vào các bác nhìn vào những cái đồ Citali này đó. Citali này tức là vào hoàn toàn hàng loại chất loại 1:1 đây này, các bác nhìn đẹp cái này, gầu gáo này, gầu gáo này còn luôn này. nắp ấy nhá, em đang nói nắp còn sinh củ là còn nguyên bản hết đấy bạn, củ còn luôn, hai củ này còn nguyên bản luôn, những cái củ đèn caramel tập trung theo đấy, caramel tập trung theo chỉ này ấy còn nguyên bản hết này, các bác nhìn này đấy đúng không ạ. No thế này rồi. Đây có phần nhựa nhá, nhựa đỏ thì thôi có dọn rồi đấy, nhựa đỏ có dọn, nhưng mà các cái sinh nhàn vẫn còn chít thì các bác thấy hay không đấy, yếm hàng 999 là hàng line 1:1 chưa được hàng 1 nhưng là 999 rồi, gọi là vàng 4 số 9 chứ chưa được hàng 1 vạn đúng không, 1.000 nhũ sau thì dọn rồi, gầu gáo sau thì lên rồi, trước là đẹp quá, gầu gáo trước là hàng zin, củ trước là còn zin đấy. Giá chia sẻ cho anh em mình trên live là 13.500.000 đấy, bác nào quan tâm đến DD những chiếc nữ hoàng đỏ, những chiếc xe một thời để nhớ, một thời gian khó như sếp em hay bảo, thì các bác quan tâm thì liên hệ giúp em trà đá, chạy giao lưu, chạy gọi là dạo phố ngắm cảnh, thì đừng bỏ qua sản phẩm này giúp em. Dạ vâng. Đấy, có những cái đồ zin rất đều nhá, củ tay nắm này các bác nhìn này đấy, giá trị của những năm tháng, đầu bò khô, quay cái đầu bò cái, quay nốt cái đầu bò. Rồi. 13 triệu MDD này cho các bác nhá, biển 29. 13 triệu 500. 13 triệu 500 ạ, cháu xin lỗi. Rồi. 13 triệu 500 biển 29. 878M5 giúp cháu ạ, một MDD cho các bác. Anh Ngọc Bích đẹp quá, đồng hồ đẹp đấy, em đeo 8 năm rồi anh ạ, hàng cũng hợp lý mà, hôm nay đeo 50 chương anh Đức Tình. Vâng, sếp em thi thoảng là cứ cho anh em làm quả yết 4 quả huy chương này vào luôn được không. Có chú cua hỏi là con này 50cc à? 70 anh ạ, DD là 70 nhá, hàng gọi là nữ hoàng 1993 đấy anh, nhất là những năm tháng đấy các bác cũng trung tuổi một tí, bản thân em thì ngàn mấy cũng không biết vì xe nghe kể lại thôi, nhưng mà nó là những cái xe các bác nhìn giá trị đúng không, giá trị của những cái cổ điển, giá trị của những cổ điển. Rồi 13.500.000 mong các anh em chia sẻ rộng rãi giúp em để những sản phẩm này có thể đến được nhiều khách hàng biết đến, những đường line này được nhiều khách hàng biết đến, có thể tiếp cận được với những sản phẩm mà khách hàng đang có nhu cầu mong muốn đúng không ạ. Nhiều khi là nhiều bác rất đang cần nhưng mà không đến được đúng cái thời điểm, không biết được đúng cái thời điểm đấy, thành ra lại đến lúc bán rồi cũng rất là khó. Em thấy tỷ lệ các bạn online thì từ vấn khách rất nhiều, khách hàng là xe bán rồi rất tiếc, đấy là cái tiếc đấy, nên mong anh em có thể chia sẻ rộng rãi hơn nữa giúp em ạ. Vâng. Chú Vinh Phát hỏi nhà mình có con LED 208 giá bao nhiêu ạ?
VinFast 208 không còn. Alet 208 thì tầm khoảng sấp xỉ 10 triệu anh nhá. Đức ơi, ra cầm máy cho hai bạn này, chắc hai bạn đi học. Xong xong rồi sếp ạ, nhưng mà hai bạn trẻ. Em bán bao nhiêu để anh báo luôn trên này. Ok, chào anh em nhé. Thôi rồi, giải quyết Tuấn đâu, giải quyết đây. Ở đây đi. Ok, thế này em báo con này bao tiền? Anh Tuấn ấy báo cho em bao thì, báo bằng 10 triệu ấy, mua lại 10 triệu ấy. Thế đây em báo là 10.03 gì? Thì bây giờ bạn đổ là 10.03, mua lại cho bạn 10.03. Mua lại 3 triệu bạn 300 nữa. Ôi, quay làm gì? Giá thì nó chỉ có 9 triệu thôi, mua anh em thế là thoải mái nhá. Em đây, gần đây. Em gần đây. 5 người nổi tiếng thôi anh ơi. À không, 5 người nổi tiếng. Ừ, không, em bây giờ thì thôi này, thống nhất là như em ấy thì anh mua cho em 10 triệu 300 nhá. Trên line là anh em. Ừ đúng ra thì 10 triệu thôi. Thôi trên line nhá. Người nhá. Em chốt cho em mua cho 10 triệu 300. Ok. À, con đây lấy đi. Lấy đi. 10.03. Đấy. Anh em đây, quay vòng đi. 10 triệu 300 anh em nhá. Đó 24. Đấy bài máy 3V anh em ạ. Đấy. Em đây đây đây, giấy đây em ơi. Em ơi giấy đây, đây. Cho vào đi. Đấy. Đây em 2,5 nhá. Anh em hết sức xe máy ngon. Đây này gốc chơi mình bán ra anh em nhé. Đấy, ngon không? Đi. Rồi. Em đẩy đi. Máy vẫn máy zin nhé, vẫn ngon này. Không vấn đề gì cả, tất cả mọi cái vẫn còn hoàn hảo, không vấn đề gì cả. Sau chơi xe gì thoa đâu. Anh bán bao nhiêu đâu, anh ra đây anh xem nào, bán bao nhiêu, muốn bán bao nhiêu, anh muốn bán giá được cao thì anh lên đây, thấy không? Cài cho bác đi con. Hầu kệ, cứ bình tĩnh, mọi cái hết sức từ từ. Em phải lên sóng, anh biết là mua xe trước em chỉ cộng cho anh hơn 2 triệu. Bây giờ anh mua, anh chào anh em xe này, hôi em cái. Ừ. Chào anh em trên đường này nhá. Đấy, anh giới thiệu tên anh. Mình khách hàng ở Hưng Yên đến đây. Vâng, anh mình mua của Hoàng Kiên chiếc xe này 1 năm rồi. Mua là nhô 30 tí thì bây giờ mình muốn quay lại bán. Thì nguyện vọng của mình là bán khoảng độ 28 triệu. Đấy, còn bây giờ giám đốc trả bao nhiêu thì chưa biết. Thôi anh mang về bảo là anh mang về anh chở lúa, chở gạo, chở sắt, sắt thép rồi bê tông thứ xi măng thứ anh cứ chở thoải mái anh về chứ. Anh thấy vậy về anh có đi nhiều không? Không đi, chỉ dựng phòng cách thôi. Từ đây là Cà Mau cái thứ thì là đi Huế. Tôi thích cho xem ảnh ở phòng khách luôn. Để chơi. Chỉ dựng đây thôi. Biển 34. Anh chỉ dựng ở đây thôi. Chả làm gì cả. Chỉ... Em bảo vừa rồi anh em bảo là cái động xe này cho Tây thuê. Vì xe đi làm đã có xe riêng rồi. Vâng. Chứ không phải là không có xe sáng, đâu. Được sáng. Thì anh mua hơn năm rồi. Xe nó cũng đẹp thì muốn mang ở đây để cho anh em bán cho những người cần sưu tầm. Chơi thôi. Chứ còn thực ra là cháu nó cần cái xe cỏ để nó làm xe nôi thì mới sang đấy đổi lấy cái xe cỏ. Đổi xe ôi cỏ mới xưa cỏ. Bỏ anh ấy cọc lên nó bán xe mất. Bảo trưa nay mấy chục cây sang. Bảo trưa nay cọc nó bán bố mất. Anh bảo rồi cứ phải cọc cạch thì mới có việc được. Trước mà chưa mua con này hai lần bắt taxi sang toàn đấy. 10 giờ đêm ấy. Vâng. Đi từ nhà sang thì sang đây toàn. Nhưng con này cọc không cọc không? Con này cọc đó. Con này tới là hôm ấy anh Tuấn nó bảo là anh ơi anh cọc cho em 1 triệu thì thực ra. Tôi là tôi cứ tiền mặt ngay. Không, tôi cọc cạch gì hết. Đấy. Ừ, thế mà tôi
sang là tôi cộp chứ bỏ cọc tờ tôi 10 triệu bạc đấy là thật lòng như thế. Gần đây, gần đây đi. Bây giờ bỏ cọc kẹt tôi là cứ thọc thật lulu gần quá gần bao nhiêu tiền cái là cộp luôn thì cho nó nhanh. Muốn đấy bây giờ anh em nhìn cái xe nhanh hơn mình nó khổ nó ác đấy. Nhìn cái xe nó như này còn chê được vào đâu nữa. Ê, chị, tôi chị... sang tôi nhìn tôi ưng cái là tôi cộp ngay như... đi đúng một vòng là tôi cộp luôn. Đi ngon đang mua em mua xe hơn năm đi có chán không? Quá mịn như... càng chạy cái giống này em nói thì cũng nhiều anh chàng là cũng đi loanh quanh cũng khét tiếng á. Đẹp đẹp. Bảo là con này giữ gìn. Đẹp á, giữ gìn đấy. Đẹp giữ gìn đấy. Anh tên gì nhỉ? Anh Hưng Yên anh nhỉ? Chỗ xa nào? Anh tên anh giới thiệu mình, anh em. Tên là Tươi ở đây. Ngọc Đà. À, vâng. Anh Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. À, Văn Lâm. Văn Lâm đấy. Gần Văn Giang quê hương. Đi từ nhà sang đây là nó hơn 30 cây. Đấy, mấy lần. Mấy lần sang lần trước rồi trước lúc mua cái này là đều bắt taxi sang xong rồi kêu là người khác đặt cọc mất rồi đấy, lại đi về mấy lần mất oan rồi mỗi lần 500 tiền taxi đấy, hai lần thế nhà anh cũng cẩn thận sợ bây giờ lừa xã hội giờ lừa thì nào mình lừa ngày mất ngày bên này chỉ phát là mình ở bên nhà bắt ô tô đi ngay không đó. Kịp không thể kịp được mọi cái hết sức thôi rồi. Công việc hiện tại là anh đang định đổi con xe ôi này đúng không? Đấy, anh đổi con ôi này nuôi cỏ rồi cháu nuôi hàng chứ không phải là phiêu máy móc con zin trước anh mua nhưng mình em là đẹp 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 chính thức là anh mua đợt đấy anh mua là 29,5 triệu đâu thì sao 29,5 triệu luôn nhỉ 30 tròn bớt cho 100 lộc đấy là nói có giờ 29,9 triệu là lộc vẫn là số vẫn đầu hai chứ chưa phải đầu ba đấy bây giờ là chị Thoa rồi báo nãy là báo anh ấy là bao nhiêu giá cả ấy. Bao nhiêu tức là anh ấy bán 249 anh bán 249 thế chị Thoa nãy giả bao nhiêu là trên nhau mất 3 triệu thực lòng ấy đây là nếu mà sang là triệu sang là nếu mà đúng ra là chỉ lỗ khoảng độ 2 hoặc 3 triệu thì là ok nhưng mà sang đây anh em phập đau quá thì hơn năm anh em nhá mà đi hơn năm nếu mà tôi đi nhá nếu mà tôi đi nói thật lòng nếu mà tôi đi ấy 5 hay 7 hay 10 ngay em bảo rồi tôi anh về tôi độc giữ cho các cậu tôi đi đâu anh em mua xe cổ nhớ về cho Tây thuê nhá à. Tây giờ nó ra 1,7 đến 2 triệu một tháng tôi giữ cho các cậu mẹ tôi còn mất cả tiền đấy từng ý tiền tôi giữ như anh cứ ở đây đời anh... cậu nhìn cả cái nắm đấm xem có tí bẩn không ai đấy nhìn mỗi cái nắm đấm nắm gì, tay này giữ làm gì thực ra là tôi có xe đi rồi tôi chỉ ngắm cho nó vui thôi chứ không phải là không có xe đi. Thế bây giờ là bác em bảo là bác ai có nhu cầu xe cổ thì ra đây 1,7 đến 2 triệu một tháng. Đã, cho bây giờ Tây thuê. Như này nhá. Đội Tây nó đi Hà Giang cái thứ nó phượt đây nhá. Nó cho Tây thuê thì một năm đỡ được mấy chục. À. Bây giờ là tôi lấy sang kia. À. Tôi cứ thu về một mùa. Cái con này là anh bán bao nhiêu thôi cái con này chứ còn kia sau. Còn chưa đấy, biết con này. Sang... Cái con này là vào 25 kìa. Đấy con kia mình... nhà giàu cho lỗ đi hơn năm trời người ta nói nếu mà mở xe giá giá cả lan đột biến tôi đi tôi đi thì không bao giờ tôi để cho anh em nói nửa lời anh ơi lan đột biến tôi giữ cho anh em tôi giữ cho anh em đến ngày hôm nay là cái xe nó còn đẹp lên nhá tôi nói tôi đi từ đây về cái hôm mua nhá tôi về đến nhà phát tôi sờ ngay bánh trước hơn năm rồi mua hơn năm đi từ đây về nhà phát là tôi sờ cái bánh trước không ưng ý vì nó có một tí dơ ngang tôi ra ngay hai Honda tôi thay luôn vòng bi tàu luôn bi tàu tưởng bi tàu bi Trung Quốc bi xịn Honda luôn sao lại tàu nhìn tôi mẹ tuy tôi không giàu ấy nhưng tôi chơi rất kỹ đấy tôi không chơi nông côm nhưng mà lỗ ít quá đại gia đi thế một năm năm lỗ mấy triệu tôi dân lao động thực ra tôi dân lao động tôi nếu mà tôi kiếm nhiều tiền thì tùy tôi cứ vứt ở đấy để ngắm cho nó vui quay vòng ở xe của anh nhá anh gì nhỉ anh nhá Tươi anh Tươi nhá anh tươi anh bảo là chưa mua 30 bây giờ anh bán 2249 đấy
Đỡ gai. À thì thứ 249 thì cứ nói cho nó rõ ràng đây. Hải Dương bánh đậu xanh nha anh em nhá. Người Hưng Yên mình bây giờ nổi tiếng lắm rồi. Tài rất nhiều tài năng đức độ. Đấy. Đấy bây giờ anh Hùng anh Tươi anh ở Hưng Yên. Chẳng qua đất đai ra lên lắm, Văn Giang nó để giàu lắm. Vin về Vin 2, Vin 3, Vin 4. Giàu lắm. Yêu chờ trước mình bán ra. Anh con ra ngoài vào. Đúng rồi. Đi ngon ơi Tươi. Ngon đúng không? Mướt mượt đúng không? Đi là quá mịn mà đấy còn. Tí mượt, tí mượt. Ba cái tầm huyết lắm anh em ạ. Tầm huyết đẹp lắm. Đây, xe cũng không, nói chung là xe cũng là vuông ván. Tạm tạm được. Đấy nhìn ở đây thì biết này, đây. Xem có cái bụi nào không. Đã bảo để trong nhà dựng đồng để ngắm đừng được vui. Vui thì anh cứ cho Tây thuê, nó đi Hà Giang nó phượt bây giờ cứ 1,72 triệu một tháng cứ cho mẹ đi. Nếu mà cho thuê thì tôi sang đây để làm gì? Tôi để tôi kinh doanh thì tôi anh sang. Ngọc Bích anh bảo tưởng biển Hà Nội Hải Dương thôi. À, Ngọc Bích đây này nhỉ. Thôi giờ này nhá chị Thoa để bàn giao ba bên. Thì bây giờ tinh thần là ông anh thì cũng xa xôi là khách đến chơi nhà. Thì bây giờ là mình cũng giàu có rồi, một vài triệu cũng rất là ngon là mũi. Bây giờ mua xe hơn năm rồi, lỗ 5 triệu mấy triệu quá nhỏ. Thì tôi theo em này nhá, ông anh tính cảm, trên tinh thần anh em tính cảm. Anh lỗ cho anh lùi cho em, anh để cho em con này 24 triệu. Ủa. Thôi đứng rút, rất cứ bình tĩnh. Thế còn có 900 nữa thì nó thế. Thực ra ở đây nhá. Đi mấy chục cây sang đây. À vậy mình tính. Cơ bản em bớt cho. Gia lộc cho các anh trên này này. Gia lộc cho các anh trên này. Kể cả cho cháu nó luôn mặc cái xe này. Chẳng qua nó tiếc. Vì nó sạch sẽ nó đẹp thì để cho người nóng chơi đi. Người giàu nó nóng cháu tính. Cháu nó nóng tính. Nó nội hàng rồi. Nó đi chở nước vo bằng cái xe này. Người ta bảo là chở nước vo gạo. Nuôi lợn ấy giàu lắm. Nó không đáng để ý anh, bây giờ nào bây giờ trên này ý anh tôi một câu trên này để giữa bàn dân bây giờ hả? Tôi lấy cái xe cũ kia đấy tôi lấy lại một buộc thế là không phải nói nhiều thế được không thì Thoa được không thế là vào 25 đấy đây anh em cầm giữ. Không thôi bây giờ em cứ chốt con này cho anh nhá giá để anh em trên này cho rõ ràng chứ em không biết con này kia bao nhiêu con kia là xong như thế rồi không tôi không thèm mặc cả. Tôi không hề mà cả lấy bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Còn kia là 15. Tôi không hề mà cả một xu nào luôn. Tôi không okay, thôi, cả 15 ok thế thôi. Thế thôi giờ có anh em nó khách hàng thân thiện đằng nào cũng thử hỏi xem tôi có cả xu nào không anh. Ok rồi. Không hề luôn. Thế là chốt cho ông anh 25 mùa xuân. Em kể cả con này lần sang cũng không hề mà cả. Đi hơn năm lộ lùi 4.99 triệu. Thôi nên dùng chuyện nhỏ. Chả nhẽ đây okay, nói sai nhưng với nhau anh em một câu này để làm cái gì. Nhưng có lỗi không anh nói chứ anh mua cái hơn năm của hiện tại có lỗi để các anh này trên này sửa sang. Nếu mà đi lỗi là duy nhất lúc tôi mua về, mua ở đây tôi đi từ đây về nhà phát là cái bi trước là với tôi không đạt. Tôi mang ra ngay hãng Honda tôi thay luôn vòng bi luôn. Rồi. Chấm hết. Rồi. Câu nó mang chia sẻ cho anh Tươi nhá. Anh Tươi, Hưng Yên, quê hương của chủ tịch nước Tô Lâm giờ này cũng cuồn cuộn rồi. Ok, cảm ơn anh nhé. Thôi rồi, ok. Đấy. Trước mắt là câu chuyện nó nhà, vui vẻ nhé. Ông khi mẹ vợ con, ông này suốt ngày xem Hoàng Kiên rồi. Tôi vui, tôi cứ xem Hoàng Kiên với Hoàng Hoàng Điệp. Hoàng Điệp, Hoàng Dung, đấy. Hoàng Hòa, tôi Hoàng Hợp. Đấy, đấy rất nhiều Hoàng. Xem đi còn thực ra là còn cái thú gì nữa. Bây giờ xem nghịch điện thoại thì đau mắt. Tôi khả rằng xem mẹ cái bộ phía to đùng cho nó vui. Anh đưa mic cho anh em đấy. Anh chào anh em trên này đấy. Chào anh em. Có chào anh em nhá. À, ok. Anh vào bên dưới bán chưa? Con đây còn mic nữa đấy. Đây. Anh em quay vào chưa? Để cho này. Em bao nhiêu ạ? Ai thích con xe của anh Tươi? Quê hương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đấy. Một nhân tài đất Việt. 25 triệu nhá của anh Tươi nhá, anh em nhá. Máy zin, máy đẹp lắm, con này máy đẹp, máy bồ của ngon. Nói chung là thua cái anh em nó biển 34 thôi. Nhưng mà thôi không sao. Rút hồ sơ thoải mái nha anh em nhá. Đấy, ngon lắm. Đây, không quay. Sáng sủa lắm anh ạ. Nhìn trông long lanh như những giọt sương. Đấy. Anh ấy không đi, anh ấy để kê vào trong nhà thôi. Đây, long xanh lè nhá, đầu bò đẹp luôn. Zin, máy zin nhá. Này, hành bánh tâm nan. Xe vuông vắn. Xe hiện tại là đang dán ni lông.
mấy gương này thì anh bổ sung gương Honda rồi, cái gương theo xe không còn. Vâng ạ. Đấy. Xe cũng bị dọn dẹp qua một tí nha anh em nhá, dọn dẹp đây giả đây đôi tay nắm cái thứ này thì cũng bị thay rồi anh em nhá, chứ không còn nguyên bản nữa đâu, anh em cứ tả cho chính xác. Đấy, như cái là xe nó máy chất, ra côn ra điện thì sơn zin. Đấy, ra côn đây toàn bộ cái sơn này thì sơn zin, ra côn ra điện các cái này, trục ốc các thứ còn nguyên bản. Đấy. Đây vì xe dán ni lông này, tem mác của nó zin, không vấn đề gì cả. Đấy. Chìa khóa vẫn zin theo xe nhá. 25 triệu, không phải đơn giản thế nào anh ạ. Đấy. Biển số 34B515236 giúp con ạ. Mút vẫn zin, xương yên zin, khả năng vỏ thay rồi. Vỏ này đẹp thế nhỉ? Vỏ này nhiều theo xe, yên kiểu gì đẹp nhỉ? Bán lại, vỏ bán lại. Đấy cái mặt đây có toàn bộ cái này còn đẹp lắm, nói chung đẹp. 25 rồi lên anh em ba nhá. Anh em nào mà có nhu cầu mà thích những dòng xe anh em to cao đẹp dài đi máy rất là chất. Vì anh ấy xe anh ấy mua xe ôi này để anh ấy chở nước qua gạo mà mang Đại Bác để bán chim sẻ thì hơi phí. Thôi dùng ngá bắn rồi. Súng hơi thôi, còn Đại Bác bắn chim sẻ thì phí quá. Đấy. Dạ vâng, cũng cuối live rồi, con cảm ơn tất cả các cô các bác đã theo dõi livestream nhà con nha. Các bác có nhu cầu mua bất kỳ dòng xe gì này thì đúng chuẩn phố luôn đúng không ạ? Xe chất lượng cao nhá, giá xe đi em đi thoải mái, đi 5-7 năm 10 năm không hỏng. Ok, chắc là muộn rồi đúng không? Thế thì mình xin phép mình kết thúc live đây. Đây em grab bay gì cả, thỉnh thoảng có xem không? Thỉnh thoảng xem có ai xem chưa? Đây chào anh em cả nước đi, tất cả nước đang đông, anh ấy đông 4 máy đấy, 4 máy 4, 3, 4, 12, 12 mắt đang xem. Đấy. Thì đã là 1.000 doanh nghiệp đang xem trên này. Anh em thì toàn có từ sáng giờ được mấy cuốc không? Bây giờ chuẩn bị đi làm. À bây giờ làm à? Ngày đi làm kia. Ừ nhá, đi nhá. Chúc một ngày làm việc sức khỏe. Ok, tất cả những chiếc xe bên mình đã like, anh em có số tài khoản duy nhất là 6252 và 818 nhá. Anh em nhớ cọc nhá, anh em nhớ cọc, cái gái anh em mà gần đây cọc 1-2 triệu để giữ lại xe, nếu anh em xe nào thích